này không rách đâu, nghĩa là còn cái mẻ 02 nữa, 0234 á, mẻ 0234 Lê Ngọc về xong rồi đó, còn con nữa là xong rồi. Lê Ngọc về đi một khi muốn một mình cô đơn không hình này chưa biết qua đúng không? Ốc tiêu, ốc tiêu tối qua hỏi dạ, ốc tiêu như vậy, ốc tiêu 250 hồng hình này là 654 34 hả anh? 100 ngàn. Này của hồng huỳnh nè, mẫu áo lê viết nữa, mẫu áo lê viết có rồi, với áo chỉ đi đây. Rồi hồng huỳnh áo. Hello mấy chị, trời ơi ngày thứ ba tập dậy sớm ngày thứ ba tập dậy sớm của chị Lê Ngọc Huệ vậy nè, 140 ba lỗ khi nào về size lớn. Ờ cái hàng này chắc chị nghĩ chắc không có anh Tư, cái bộ tối hôm qua mà sắp trên kệ lấy giùm em size 3 vậy đi, lấy cho anh bé Kelly đi để cho thứ hai đi đơn luôn. Qua sắp bộ trắng nè, cái đầm này không sắp rồi, sắp một cái bộ có áo khoác huyết ở ngoài, bộ nâu 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 á, lấy size 3 cho em. Hello, cho em mở cái like lên cái nha. Nè, trời nói nghe nè, tối qua đem về ba con ba lỗ chụp, cuối cùng để lại ba con mặc luôn. Nói chung là cái tủ áo của em bây giờ nó quá nhiều rồi, thiệt sự nó quá nhiều rồi mấy chị ha, quá nhiều quá nhiều. Chào mấy chị. Rồi áo ba lỗ em đang mặc nè, nè bỏ áo ra khỏi quần ra mấy chị thấy phơm nè. Chị ơi, chị Hợp Huỳnh, chị Hồng Huỳnh hỏi gì ấy. 100 ngàn cái. Cho chàng vào nói nhớ không nha. À đi không gì ta. Kelly 320 nè. Lâu quá mới coi lại chị. Hello chị Yên Phan. À không. Đơn giờ like hả em? Rồi, giờ chị, là giờ like nè chị. Chị Hồng Huỳnh đợt trước lâu lắm có 30 ngàn đây nè. Chị Hồng Huỳnh còn món gì còn 30 ngàn ở nhà em nè. Rồi cái này của Kelly nè. Cái này của Kelly 300 nè. 320. Kelly ở Kelly 320. Kelly 320 size 100 kg của Kelly mà chị nghĩ Kelly mặc size 100 kg rộng lắm. Nha, người Kelly gọn. Anh Tư đổi cho em hay vậy thôi anh Tư. Đổi em hay vậy thôi. Tại vì á cái số đo ba dòng của em á, nó mới ngang ngửa của cái người 80 kg à, thì cái vải này coi vậy chị lấy cho em size 90 kg là em đã mặc đẹp rồi ha, đừng lấy size 100 kg. Ở sau đầm đen cổ trắng vải co giãn nha chị Phạm Hường ha, đầm đen cổ trắng vải co giãn. Cái này nè, cái này là Kelly em mặc vừa nha, em chốt thử một con thôi để lần sau biết hàng để mà chốt, em chốt thử một con thôi. Nó có tổng cộng nè, thứ nhất là áo nè anh ơi, Kelly nè, 320 Kelly nè, Kelly hồi bữa Kelly là có địa chỉ số điện thoại rồi đó, có cọc 1 triệu tiền hàng rồi đó, 1 triệu đó ăn hết rồi nha em, chỉ mặc thì đó nè. Nhưng mà áo này em sẽ vừa nha, áo này sẽ vừa 100 ngàn một con, 100 ngàn một con áo nè Kelly. Chị 82 kg này em thấy chị mặc không? Chị thấy chị mặc vẫn còn thoải mái nhiều không? Vải rất là đẹp ha. Rồi 100 ngàn con ba lỗ, chốt giùm em ba lỗ trắng đen nè. Chốt giùm em ba lỗ trắng đen, em lấy thử đi, em vừa đó, không có chật đâu em sợ ha. Rồi ba lỗ trắng đen nè, rồi tiếp tục là ba lỗ áo Levi's nè, ba lỗ chữ đỏ nè, ba lỗ chữ đỏ nè, rồi ba lỗ chữ đỏ đây, ba lỗ chữ đỏ 60 đến 90 kg thoải mái ha, ngực nhiêu phải không? Rồi ngực nhiêu để kiếm thứ dây anh Tư, kiếm giùm em thứ dây. Ngực này 120 là bình thường nha. Rồi còn một cái nữa là cái này hôm qua giờ là nhiều người đặt nhất á, nhiều người đặt nhất mà nói rồi, con này mà lên rin một phát là chỉ có chết ngắt thôi, là con này là áo cờ Mỹ ha, 100 ngàn cho con, áo lộn 100 ngàn cho em nha mấy chị, cờ Mỹ ha.
một, nói chung là dòng ngực 120 bình thường. Lấy áo chữ đỏ cho Kelly nè, Kelly 100.000 áo chữ đỏ của Kelly nè. Thoải mái nha, mấy chị mặc là vô tư, vi vu ha. Lẹ đi rồi em lên áo 100, em lên áo 80.000 cho mấy chị nha. 100.000 một áo ba lỗ, chị nào chốt áo ba lỗ chốt giúp giùm em áo ba lỗ nha mấy chị nha. Lấy em hai cờ Mỹ, lấy hai cờ Mỹ luôn hả? Rồi chị đo một cái chị bán em nha. Lấy em hai cờ Mỹ của Kelly nè. Hôm qua về cái đầm hoa dễ thương lắm em. Hôm qua về cái đầm hoa xuất sắc luôn nha. Tối hôm qua thử cái đầm hoa là hơi bị xuất sắc nha. Đây nè, dòng ngực mà chưa co giãn để 114 rồi nè. Dòng ngực mà chưa co giãn là để 114, mà co giãn ra nữa là 125 nha em ha. 114 ha. Em tính đi, của chị dòng vú chị 112 mà nó đã như thế này rồi. Dòng vú của chị 112 đã như thế này rồi. Nè, thấy chưa? Chưa kéo cái độ co giãn nhiều quá ha. Đó. Nói chung là áo này thoải mái lắm em. Cho xem đầm hoa, đầm hoa tối hôm qua về dưới đây làm tư. Qua có để cái size L không, để coi được cái này. Đầm hoa sau lưng anh tư đó. Ok em. Đầm hoa mới về nè. Hôm qua tối hôm qua về ba món. Tối hôm qua em về ba món mấy chị. Một cái vest trắng, một cái bộ có áo khoác cũng là vest luôn, mà vest váy quần. Cái bộ vest váy quần nó lên dễ thương lắm, mà vải rất là êm. Và một cái đầm hoa này nè. Mà thực sự là hôm qua nó về cái đầm hoa này em chưa test gặp, nhưng khi em về thì em cầm cái vải này lên thì em rất là mê. Em nói chung là nó rất là êm tay và nhẹ tay á mấy chị. Nó vừa êm tay mà nó vừa nhẹ tay nha. Đây nè mấy chị. Nè, ở trước nữa nó làm nhíu ngực nè ha. Tay nè ha. Nó làm vôn, vải cũng đẹp nữa ha. Nó làm vôn mà nó lót tay rất là đẹp mấy chị. Làm vôn mà lót tay rất là đẹp. Đây là 3 tầng nè. Nè, 1 tầng nè. Chiếu lên 2 tầng nè, 2 tầng thôi chứ không phải 3. Mà cái con đầm này nó xuất sắc lắm. Nó lót cái vải trong cũng dễ thương, mà cái tay nó may cũng đẹp. Mấy chị mặc bẹt vai như thế này cũng xinh nè. Mấy chị mặc đưa lên cũng xinh nè ha. Nó mặc đưa lên cũng xinh nữa. Cho em xem set váy quần nha. Set váy quần em mới chốt xong á Kelly. Set váy quần là em mới chốt xong á. Mà cái con đầm này em nói thiệt với mấy chị, vải mê lắm. Mấy chị coi gần cái phơm vải đó nè. Vải nó dễ thương không mấy chị? Vải hoa này lên rất là dễ thương luôn. À, lấy đầm hoa 280.000 của Kelly size 2X. Rồi Kelly. Rồi đầm hoa kèm số ký giúp em nha mấy chị nha. Ôi mấy chị, sáng nay em chuẩn bị em lôi ông Phước dậy rồi, mấy chị đi đâu hết trơn rồi. Rồi đầm hoa chị 80kg. À, chị mặc váy lên em xem nha, chị đâu có thử đồ Yến. Bán 5 năm trời, 4 năm trời, năm thứ 5 chưa có thử đồ. Trừ khi mà giống như em muốn coi hình mà chị mặc chụp là em vô trong trang của chị á. Em vô trang shop quần áo Big Size Ý Yên á. Rồi em coi chứ chị không có thử đồ nha. Không có thử đồ tại không đủ sức khỏe. Thử á hả? 2-3 cái là coi như đứng lai không có nổi, thở. Hình ấy đi, lấy cái chị cầm 80kg của hình ấy đi nè. Rồi hình ấy đi 280 nè. Rồi chị Anh Nguyễn nè, eo 92 chị Anh Nguyễn thì 70kg thôi. Chị Anh Nguyễn thì lấy size 70kg thôi. Ủa anh Tư ơi, nó có bị rớt cục nào ra không vậy? Nè lấy cho chị Anh Nguyễn cái đầm này. Anh Nguyễn nè. Anh Nguyễn lấy em áo cờ Mỹ Huyền Ý Yên rồi. Hello chị Huyền. Em lên sáng là chị vô sáng, em lên trưa là chị vô trưa, mà em lên tối là chị vô tối nha. Rồi áo cờ Mỹ nè chị. 3 mẫu lận chị. Nè cờ Mỹ nè. Cờ Mỹ của chị Huỳnh Hòn 100.000 nè. Cờ Mỹ nè nha chị. Trời ơi con này mặc ba lỗ đẹp lắm chị Huỳnh Hòn. Nè cờ Mỹ nè ha. Hello chị Minh Thu Hồng. Cờ Mỹ nè, rồi chữ đen em đang mặc nè ha. Trời ơi form đẹp lắm. Áo Levi's đỏ nè. Chị Huỳnh Hòn chốt 3 con đi mặc. Em nói chị đích đáng đồng tiền lắm, 100.000 mà. Nó đẻ lắm mấy chị, nó đẻ dở trợ luôn nha. Hello chị Linh. Nó đẻ dở trợ luôn mấy chị ha. Chị nào chốt áo đen cổ trắng rồi sau em trả lời nha.
À, cờ Mỹ 73kg vừa. Em nói cờ Mỹ 90kg cũng vừa nha chị Ly. Em 60-90kg ha. Nói chung là con phơm áo này nó đã lắm mấy chị. Em không có diễn tả được cái đã của nó đâu ha. Không diễn tả được cái đã của nó đâu. Ngọc Tâm, Ngọc Tâm lấy gì chị? Chị Ngọc Tâm, chị đừng có chốt vậy mà. Bên nhà em đừng chốt số điện thoại, tại bên nhà em không có gọi điện chốt hàng. Chị chốt gì nè, áo gì đó hoặc là đầm gì đó, đầm 75kg, đầm hoa 75kg đó, nhiêu đó được rồi, đầm hoa 75kg. À, hoặc là à, chị có nhà em có size 60-100kg hết đó chị Rô ha. Cờ Mỹ của chị Liên nè, đừng có chốt số điện thoại lên để em nhắn tin xin địa chỉ số điện thoại, tại nhà em không gọi điện chốt hàng nha mấy chị nha. Đó cho nên mấy chị chỉ cần chốt là áo cờ Mỹ kèm số ký mấy chị, là để em coi thử vừa vừa em bán, không vừa em không bán nha. Có loại có tay nhiều lắm chị Ly Lê. Cờ Mỹ của Nguyễn Phước nè, đang đi qua ạ. Đây đây, Nguyễn Liên. Cờ Mỹ của Nguyễn Liên trước đi. 463. Rồi cờ Mỹ này của chị Nguyễn Phước nè. Rồi xong rồi chồng em sẽ nhắn tin xin địa chỉ số điện thoại mấy chị á. Và mấy chị cứ cho, tại lỡ hàng đây, hóa. Lỡ hàng hóa có vấn đề gì thì em với mấy chị còn giải quyết được ha. Để em cho chị Hiệp xem lại cái đầm hoa. Dạ. DH, à đầm hoa là DH, trời ơi má ơi, làm ơn má, má ghi rõ rõ giùm em cái đầm hoa 75kg của chị Ngọc Tâm nè, trời ơi là trời. Rồi chị Ngọc Tâm nè 75kg, mà chị nào mà lỡ 75kg, chị nào lỡ mà dưới mít 5 là phải báo em số, số chiều cao nha, chiều cao kèm cân nặng nha nhớ. Cờ Mỹ 68kg của chị Khát Vọng nè. Khát Vọng 100.000, dạ xin địa chỉ số điện thoại luôn nè. Dạ xin địa chỉ, em có chào chị Khát Vọng nè. Hai chị Khát Vọng, chút nữa chị Khát Vọng vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Cờ Mỹ của chị Nguyễn Liên có rồi phải không anh? Cờ Mỹ 73kg rồi. À, ăn cháo ế quá trời ơi, bà chùm đồ ăn mà vô để khen ế, báo ế. Ai tin? Dạ có bán quần không? Em nhiều loại lắm chị Liên, đợi em lên rồi từ từ nha. Dạ chị Linh coi đầm hoa phải không? Dạ ok đầm hoa. Đầm hoa nè mấy chị. Trời ơi đầm hoa nó như công chúa vậy á. Dạ dùng đơn chứ. Đầm hoa eo 100 là ốc tiêu với chị. Đầm hoa eo 100 là eo 90kg phải không? Nè đầm hoa của ốc tiêu nè. Đầm hoa 208 của ốc tiêu nè. Đây nè cho mấy chị coi lại đầm nha. Chút nữa em lên bao quần này cho mấy chị. Chút lên bao quần váy đen em sale cho mấy chị với giá đầu like cho. Đây nè mấy chị. Anh Tư hồi bữa em tắt cái áo với cái quần á. À cái quần nè, anh Tư xuống dưới coi thử cái bao quần váy đen nó ở đâu lấy gì. Đây nè mấy chị. Một là mấy chị mặc như thế này ha. Mấy chị thấy không? Đây nè. Dạ chị Thanh Thủy đợi em tí xíu. Vải đẹp lắm mấy chị, coi vải nè, vải hoa hôm nay dễ thương lắm. Hai là mấy chị mặc đưa lên như thế này cũng được, đưa cái cổ lên như thành cổ vuông như thế này nè. Đó, đưa cái cổ lên như thế này nè mấy chị ha. Đưa cái cổ lên như thế này. Hai là mấy chị mặc bẹp vai. Mặc bẹp vai như thế này nè, như công chúa nè. Đó, ở dưới nó làm 3 tầng, 2 tầng và có lót. 2 tầng và có lót cho mấy chị ha. Nói chung là đầm hoa này xinh lắm. Gì vậy? Chị Minh Thu Hồng đầm hoa hay, vải đẹp lắm luôn. Hôm qua về bộ vest cũng đẹp. Anh Tư thọc tay lấy cái bộ hồi nãy 320 đem lên luôn anh Tư. Đầm hoa nè. Lấy size L. Đầm hoa của chị Minh Xu Hồng nè. Em chưa có mẫu này, mẫu này mới về em chuyển tiền dạ chị, không rồi. Bốn chị là Nguyễn Liên, Nguyễn Phước, Khát Vọng, Ngọc Tâm. Vô cho em địa chỉ số thôi, em inbox cho mấy chị rồi đó. Đợi em xong rồi em sửa bill chị nha. Bên em có áo có tay nhiều lắm nha. Chị nào nãy hỏi đợi em 5 phút ha. Đợi em tại vì tại buổi sáng cũng hơi chậm, buổi sáng mấy đứa nhỏ nó ngủ quá mấy chị ạ. À. Làm tới 2-3 giờ có khi 3 gì em coi không? Coi tía chết luôn á. Tía không ai nuôi đẻ luôn anh Tư. Em chuyển tiền rồi nha, dạ. Rồi đây tiếp tục bộ nè. Đợi anh Tư anh kiếm cái bao quần lên nha. Cái quần ngày hôm qua nè nha, đây là cái quần ngày hôm qua nè. À, 150.000 hai cái quần 7 tấc. Áo chế mặt là 100.000 Thư ơi, có 3 màu lận Thư. Có 3 màu lận nha, áo chữ trắng đen nè. Áo chữ trắng đen nè, ha. Áo Levi's nè. Áo Levi's nè. Và một cái là áo cờ anh nè. Và một cái là áo cờ anh nè gái. Đó, gái lấy cái gì lấy 60-90kg ha. Nguyễn Phước. Dạ Nguyễn Phước để em copy lại nha, đầm hoa 208 nha chị Phương Phương. Đầm hoa 208. Dạ, đợi em copy lại của chị Nguyễn Phước nè. Sao chép. Rồi Nguyễn Phước em có copy.
Chị Phước chút nữa giả bộ đọc tin nhắn em nha chị Phước ơi. Biết sao không, đọc tin nhắn lỡ em với chị làm hàng hóa làm trên tin nhắn. Áo Levi's nè, áo Levi's nè, áo Levi's của chị Minh Xu Hồng nè anh. Minh Xu Hồng 100.000, với lại áo cờ anh, áo cờ anh 100.000 nè. Lỡ em với chị hàng hóa lỡ có vấn đề gì thì mình giải quyết qua tin nhắn á. Ồ like sớm khách nhiều quá Diệu. Vậy bật vỡ luôn á. Na quần là 60 đến 90 kg nè mấy chị. 150.000 hai con nha. Nhưng mà còn số lượng rất là ít, có quần dài nữa ha. Quần dài thì vải nó cứng hơn. Quần bán đại đi anh ơi. Quần dài thì 60 đến 90 kg, nhưng mà quần dài thì nó bị hơi vải nó hơi cứng hơn. Còn cái quần này thì vải nó mềm hơn nha. 150.000 hai cái quần. 150.000 hai cái quần nha. À, cờ Mỹ chữ đen của từ áo cờ Mỹ với lại áo chữ đen của chị Thư Nguyễn phải không? Cờ Mỹ nè. Hai cái của chị Thư Nguyễn nè. Dạ này hai cái của chị Thư Nguyễn 200. Em bỏ chung nha chị Thư nha. Tại cái áo kia cái bịch kia nó bị rách rồi đó. Rồi hai cái của chị Thư nè, 200 của Thư Nguyễn. Nhắn tin cho Thư Nguyễn đi anh ơi. 70kg dạ. À, Nguyễn Phước em ghi lộn số 4. Dạ ok em copy lại chị. Cho chúc chị Phước giả bộ vô đọc tin nhắn nha. Chúc chị Phước giả bộ vô đọc tin nhắn nha. Để đọc tin nhắn để biết làm hàng như thế nào á chị. Để lỡ mai mốt hàng hóa có gì nhận hàng mà chưa ưng thì cứ báo em. Nói chung nhà em cũng không có nhân viên. Nè xong rồi em sẽ lên cho mấy chị con chân váy quần. Bình thường mà chân váy quần to giãn nó không có giá này đâu, 160, nhưng mà em sẽ bán cho mấy chị với giá 130 nha. Mấy chị đợi em tí xíu. Dạ. Rồi bộ này là bộ này nè. Bộ này là 320, bộ này hồi nãy Kelly chốt nè mấy chị. Bộ này là kèm nè nha, một cái áo dây thun la dông. Một cái áo dây thun la dông to giãn. Một Nguyễn, cái áo khoác vest. Chị Nguyễn Phước ơi, chị có hai số điện thoại hả? Đổi lại rồi đó. Đổi lại rồi hả? Em copy là chưa sai số. Đây là một con áo vest nè quý vị ơi. Đây là một con áo vest nè. À, mấy chị coi vải nè. Một con áo vest và một con chân váy quần. Và một con chân váy quần. Cái bộ này cưng lắm nha mấy chị, cưng thấy mẹ luôn á. Chứ không phải cưng thường đâu ha. Cưng thấy mẹ là cưng luôn. Hello chị Nguyên Phạm. Hello chị. Gì vậy? Bà vú cho qua hả? Rồi bộ này. Rồi bộ này là giá 320 nha. À hôm bữa hôm qua kia chị Bạch Yến hỏi có áo trắng gấu không, em có để chị Bạch Yến con áo trắng gấu nha. Rồi lên chân váy quần xả 130 nè, chốt lẹ giống như chân váy quần em đang mặc nè ha. Y chang luôn. Rồi xả 130 là đủ size. Co giãn dữ lắm nha. Trời ơi co giãn thấy mẹ luôn. Ờ, còn chị nè cái ly lấy con này cũng được nè. Xả 130. Còn chị Nguyễn Duy với khách vọng Ngọc Tâm vô cho em địa chỉ số. Dạ shop em ở thành phố Gò Vấp đó chị. Shop em ở thành phố Gò Vấp nha. Rồi lên quần quần chốt giùm em quần váy 130, đáng lẽ quần này 160 nè. Rồi chốt đi quý vị ơi. Size 90 100 kg nhiều lắm nè. Ai về trai giúp đất hột dịch lộn không? Chốt giùm em 130. Áo sắc mắt có size 80 kg. Áo này là có size 60 đến 100 kg nha. À 60 đến 90 kg ha. 100.000 con. Ai giúp đất hột dịch lộn về trai bán không? Kelly Lê nè. Chị Betty, Kelly Lê 130 nè. Ngày xưa. Rồi Kelly lên 130 nữa nè. Kelly đúng không? Kelly á. Ừ Kelly mà lộn mà. Kelly. Chị lấy chân váy. Ok chị Hạnh nè. Mới có con rồi. À, Nguyễn Hồng Hạnh nè. Dạ Loan Thị Lê Kim dạ có. Loan Thị Lê Kim có. Size 70kg của chị nè. Size 70kg của chế nè. Vải đẹp lắm mấy chị ha. Vải co giãn ha. Loan Thị Lê Kim nè. Em có nhắn tin cho Loan Thị Lê Kim 2. Chúc chị vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Loan Thị Lê Kim 130 nè. Loan Thị Lê Kim 130. Cho em coi bộ vest váy. À, có mấy màu chị ơi. Hiện bây giờ nói thiệt sự là em còn một bao tải đây nè. Nó nhiều màu lắm luôn á. Nhưng mà hiện giờ thì em đang lên 3 mẫu cho mấy chị ha. Hiện giờ thì em mới lên 3 mẫu cho mấy chị à. Mẫu em đang mặc là mẫu chữ trắng. Mẫu là chữ trắng. Mẫu thứ hai là mẫu áo Levi's nè. Mẫu thứ ba là mẫu cờ anh nè. Mẫu thứ ba là mẫu cờ anh nè. Là hết sạch rồi đó. À hết sạch 3 mẫu này chứ không phải hết sạch mấy mẫu kia. Nếu có hai con mới có một con rồi chị. À, cô Bo con này có size tới 90 95 100 kg đó cô Bo ơi. Nha. Hello chị Phương.
nói cho con chân váy quần màng dày 130 mà mấy chị không chốt chốt gì mấy chị. Vải thì quá trời, độ co giãn thì quá nhiều. Ở trong là cái quần nè. Nếu mà mình mặc mà mình mặc chân váy. Cái bì đen bự á, giác ra ngoài đem giùm con ngoài chắc vậy. Kelly á. Giờ đang làm ở đây đang bỏ vô mà. Bỏ ở đây em quăng cái chân. Nếu mà nói gì quên mẹ rồi, thì phải lộn với chồng em nói gì quên mẹ rồi. 130 đại khái 130 nha. 130. À, xếp 3 món caro. Xếp 3 món. Xếp 3 món là đây á hả chị Thúy? Là bộ này đúng không? Rồi em cho mọi người coi lại nè. Dạ đầm 80kg. Nhà em hàng nào cũng size 60-100kg hết á chá nha. Rồi xếp 3 món cho chị coi lại nè. Chị ơi em nói thiệt chứ nó đẹp á. Nó đẹp si sụp xỉu luôn nha. Dạ em nói nhỏ nhỏ cho mấy chị biết là nó đẹp si sụp xỉu. Cái này là áo vest nè. Cái này là áo vest ở ngoài nè ha. Cái này là áo thun dây la dông có tăng đơ, tăng lên tăng xuống. Thôi mấy chị bị mấy chị muốn tăng gì tăng, đừng tăng xong là được à. Rồi đây, đây là con chân váy quần nè. Đó, đây là con chân váy quần xếp ly. Nếu mà mình mặc mà mình không có mặc chân váy quần mà mình mặc chân váy á, mình ngồi xuống một cái là tao nói nguyên con đồng nọc, không có đuôi nó lộ ra luôn nghe mấy chị. Đó, nó vậy đó. Ba chị kia ơi, nó mất tiêu rồi. Ba cái chân hai áo thun ba lộ đó. Ba cái chân váy 80kg e. Ba cái chân váy 80kg hả chị Bích Chi Trương? Lấy lần ba con luôn hả chị? Một tròn. Để kiếm nha chứ sợ không đủ, một tròn. Một tròn rồi đó. Này 90kg rồi, một tròn, một tròn. Từ kiếm nha chị. Con này size L rồi, em sợ XL gần hết rồi nè. Một tròn. Hai tròn. Hai tròn chân váy. Này size L rồi. L rồi, còn hai con chị ơi. Còn hai con ở chân váy của chị Bích Di Trương nè, 130-260. Nè ba con. Ba con đúng không? Ba con của chị Bích Di Trương nè. Rồi hai cái áo thun ba lỗ trắng nè. Dạ hai áo thun ba lỗ trắng của chị Bích Di Trương, hai con 200 nha chị. Hai con của chị Bích Di Trương, hai con 200. Cái này là ba con 390 này nè. Ba cái quần váy là 390 rồi nè. Rồi hai con này là 200 nữa nha chị Bích Chi Trương. Bên em là ship 20.000 toàn quốc nha. Em mua hai áo sắc mắt chị cho em xem mẫu nhớ. Dạ mới đưa lên đó chị Betty Trần. Em mới vừa đưa lên luôn á chị. Một cái áo là chữ đen nè, một cái áo là cờ Mỹ nè, và một cái áo là chữ Lê Vít đỏ nè. Đó ba con. Hai chị ha. Ai giống Kỳ vậy? Kỳ hả? Dạ ba con nha mấy chị nha. Cô ba nè, nói nghe nè, cô ba chốt là chốt lên giùm em là chân váy quần kèm số ký chứ đừng có chốt. Mình vào đây mình mua big size rồi mình đứt cái cọng dây mắc cỡ rồi mấy chị ha. Mấy chị cứ thoải mái đi. 101kg kêu 101kg dòng dòng bụng 120 là chứ chị Huyền không? Dòng bụng tao 125 nào làm gì tao bắn bỏ chết mẹ luôn. Một bộ xếp chân váy 70kg của Nguyên Thảo Anh Tư lấy cho em bộ này đi. Em chốt cho chị cặp quần jean ngắn. Từ từ nha, đợi em đọc cái nguyên phạm cái nha. Lấy size L. Thanh Thúy một set này nè. Lấy hai set L lên cho em đi. Chị Thanh Thúy một set. Một set 3 món 65kg. Ở lộn lộn. Một set 3 món 65kg của chị Thanh Thúy nè anh Phước ơi. Nhiều nhiêu? 2 triệu. Anh Phước đưa cho nó 2 triệu đi đâu à? Khám bệnh đưa cho nó 2 triệu đi khám bệnh á. Dạ chị Diệu Nguyên Phi Phone lấy cái gì mà 80kg là lấy đầm nào chị? Đầm hoa hồi nãy hả chị? Ha, chị chốt em cặp quần ngắn 150k có địa chỉ số điện thoại chị đó 70k. Quần cặp đó là cặp quần chính tất chị Nguyên. Quần đó là quần chính tất 140, quần đó là quần hàng xưởng sale đó, nó là 200.000 mà sale 140 đúng không? Đúng thì lên giùm em là cặp quần chính tất kèm số ký giúp em nha. Chứ em quên em chưa có nhớ nhiều chị á ha. Rồi bộ này của ai? Bộ này một bộ pha Thanh Thúy nè, coi thử Thanh Thúy nào anh. 320 đúng không? 320 của Thanh Thúy. Rồi còn một bộ nữa của chị. Còn một bộ nữa của chị Nguyên Thảo nè, 320 của Nguyên Thảo nè. Bên em không có chốt tự động nha. Bên em thực sự là không có chốt tự động. À, áo thì lấy, dạ đúng rồi, áo chị lấy hai mẫu, còn quần váy thì lấy chị tới ba con. Lấy em set bộ 105, set này chị Anh Nguyễn. Rồi chị Anh Nguyễn set này nè. Chị Anh Nguyễn set này. Chị Anh Nguyễn nãy giờ có bill rồi đó.
Em xem cái đầm cổ trắng sau lưng. Dạ được chị Linh, chị muốn xem gì chị cứ báo em nha, được hết trơn hết trọi á. Áo ba lỗ chị mặc không có màu đen. Chị cua ba chốt lên lên dùm kèm số ký đi, dừa em mới đưa hàng được nha. Còn không dừa em không bán đâu, em bán ít cũng được. Anh Phước lấy giùm em cái đầm trắng sau lưng. Thiệt, em bán ít cũng được nhưng mà phải cho số ký. Đúng rồi, vòng bụng 120 vừa. Đúng rồi, đầm đen trắng. Trời ơi, con đầm này là em nói mấy chị vải co giãn maximum luôn ha. Vải, em nói vải co giãn đã lắm nè, cho mấy chị coi vải co giãn nè. Form này là form dài dưới gối ha. Form này là mấy chị mà em 1m67 là dài qua gối chút xíu vậy nè. Còn mấy chị thì mặc tùy theo cái chiều cao nha, nhưng mà form đẹp lắm. Đầm phối đen trắng. À, không, nãy em nghe bảo là 150 một a. Em nhớ rồi, quần này nè chị. Quần bảy tấc này. Em đây quần bảy tấc này nè chị. Nó free size nha chị Nguyên Phạm. Chị Nguyên Phạm qua đi bill rồi. Nè chị Nguyên Phạm nè, hai quần 150 của chị Nguyên Phạm nè. Hai quần 150 ngàn của chị Nguyên Phạm vừa của bo. Ừ, chốt dậy đi. Có gì đâu mắc cỡ, chốt dậy đi của bo. Ha. Đây nè. 120 bình thường luôn á nha. Rồi của bo 130 ngàn. Cứ tự tin lên mấy chị, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ nha. 130 của Cuba nè. Em coi lại quần bảy tấc. Chị Nhi Quỳnh đợi quần chín tấc đợi chút. Hổm giờ chị đi đâu á ha. À, Cuba 100 kg. À, đẹp 60 kg vừa. Dạ nhà em là 60 kg đến 70 kg là size L nha chị Linh ơi. Cho em xem đầm dây phía sau canh. Cái đầm này là em không có cho coi được nè, tại vì nếu mà bây giờ mấy chị không mặc lên thì cái vải nó sẽ rủ xuống, tại vải không co giãn, nó rủ xuống nó không có thấy cái form đẹp. Mà cái đầm này mặc lên mấy chị mới thấy cái form đẹp, nó hai mẫu lận. Đó, nó mẫu xanh với lại nó mẫu đen. Hai mẫu này thì ở trên, ở phía trên nó phối khác nhau. Mà cái con đầm hoa xanh này khi mấy chị mặc lên rồi, cái phần ở trên này nó đẹp lắm nha. Phần ở trên nó đẹp, cho em một cái cờ anh, một cái levis xăm. Em bự như chị á, trời. Em bự như chị á. Đâu có sorry đâu chị, bán big size mà càng bự nó càng phái nha chị. Càng bự càng phái, trai càng mê. À, chị Betty Trần thoải mái đi nha chị. Thoải mái đi, Betty Trần một cái nè. Một cái Levit nè. À, với một cái cờ anh. Ha à, một cái, trời ơi, cờ anh hết trơn rồi nè. Thấy chưa? Thấy cờ anh hết trơn chưa? Cờ anh sạch sẽ luôn rồi đó. Rồi hai cái nè, hai cái của Betty Trần. Hai cái 200 của Betty Trần nè. Rồi copy của Betty Trần vô trên nhắn nè, sao chép. Nhắn tin. À, chị Cuba, chị Nguyễn Liên, chị Ngọc Tâm, chị Khát Giọng, mấy chị vô cho em địa chỉ số thôi. Ngồi lên lo, chắc em chờ về lúc copy. Ngồi đi Cuba, ngồi lên áo 80 ngàn cho chốt mệt nghỉ. Cuba vô cho em địa chỉ chứ, ngồi chị Cuba. Cuba lên cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi còn mấy con chân váy quần ha, mấy chị không chốt để qua bên. Ủa, chết cha, áo hàng cục mà mới đi hết trơn rồi nè ta, áo ba lỗ mới đi hết trơn rồi hả. Rồi mấy chị hỏi ha, áo có tay 100 ngàn nè. 60 đến 92, 93, 94 kg thoải mái nha. Rồi chốt giùm em áo trắng chữ số 8. Áo trắng số 8, áo này nó có 3 màu. Trắng số 8 nè. Trắng số 8. Treo cái đầm này lên lại nè. Trắng số 8, cà phê sữa số 8. Áo này là thun giấy nha. Áo này là thun giấy, cà phê sữa số 8. Và còn một màu nữa là màu. Còn một màu nữa mấy chị. Còn một màu mà anh tạc thị trường ở cầu Mỹ còn mấy con nè. Còn một màu nữa đó là màu, màu tím mấy chị. Đây, màu tím. Betty Trần vô cho em. Ủa, Betty Trần em chưa cướp qua hả? Anh cướp vô. Anh đâu biết cướp. Đó, là còn 3 mẫu nghe mấy chị. Là còn 3 mẫu ha. Ấy lộn, áo số 8 đó là có 3 mẫu mấy chị. Mẫu áo trắng nè, mẫu áo tím nè, và mẫu áo bò nè ha. Chị nào chốt 3 mẫu đó thì chốt giùm em. Em có nhắn tin cho chị Cuba đó, chị vô cho dạ, em. Dạ, chị Huỳnh Trâm chân váy, áo yên mặc bao nhiêu tiền? 100 ngàn bé ba ơi. 100 ngàn, cao 1m56, nặng 59 kg. Chị Yến Linh là đáng lẽ là thiệt đó chị. Chị mà không lùng lùng là em không bán hàng nghe chị đâu ha. Em có nhắn tin cho Cuba đó, Cuba vào đọc tin nhắn giúp em đi. Có thấy chữ A không chị Hằng? À, hai cái áo thun ba lỗ đen và cờ anh. Từ từ nha, từ em chốt nha bé ba. Bao nhiêu một cái gì mấy chị chốt hỏi giùm em cái đầu được không? Mấy chị hỏi nhiêu cái em không biết báo nào. Áo thun thì 100 ngàn.
Diệu Huỳnh Trâm một áo thun ba lỗ, hai áo thun ba lỗ đen và cờ Anh nè. Dạ cờ Anh còn cái nè, cờ Anh của chị Huỳnh Trâm nè, 100 ngàn. Huỳnh Trâm 100 ngàn. Rồi áo đen 100 ngàn của chị Huỳnh Trâm nè. À, dạ vừa nha chị mặc size, chị mặc size L nha chị Nguyễn Vũ Yến Linh, ở 280 ngàn. Áo yên đang mặc là 100 ngàn. Chân váy còn của chị Huỳnh Trâm nè, hình như 70 mấy ký hay sao nè chị Huỳnh Trâm. Hồi nãy ai, hình như hồi nãy chị nào chốt hai chân váy em bị ẩn comment hay sao ta. Còn cái này 130 nè, cái này 130 của chị Huỳnh Trâm luôn nè, 130 của chị Huỳnh Trâm. Áo tím nè, áo tím của chị Minh Xu Hồng nè, Minh Xu Hồng 100 ngàn nè. Trời áo tím lên vải dễ thương lắm, hai chị em làm cặp cũng được, cà phê sữa. Dạ giờ thấy chị Phương nè. Dạ lên quần chính tắc chị Nguyên Phạm, đợi em một phút nha. Thấy thấy chị Thu Phương, nãy giờ chị Thu Phương à, đầm trắng đen bao nhiêu một cái vậy em? Dạ đầm trắng đen 280. Vải co giãn tịnh sò lắm chị nè, chị... vải co giãn si sập xỉu luôn. Chị Cua Bo thấy rồi, vô thấy rồi, giờ gì vô cho em cái địa chỉ luôn, địa chỉ số điện thoại luôn đi chị Cua Bo. Copy này này cũng được anh ơi. À, áo số 8 57 ký, chị MT Xuân Hồng, thực sự là vừa thì nó sẽ vừa, nhưng mà tại vì em bán biết size, em muốn là từ 60 ký trở lên cho nó đẹp á chị ha, cho nên thôi chị Hồng 57 ký, còn coi em livestream cho chơi cũng được, ủng hộ em chơi chơi cũng được. Thực sự là vừa hết, nhưng mà tại vì em muốn mọi người mặc phải đẹp á, cho nên thôi đừng mua chị nha. Đầm trắng đen là 280, vải co giãn nha mấy chị. Cho mình cái cờ Anh nữa đi yên. Quỷ à, giờ đi đâu giờ mới chốt à. Đợi tới khi hết hàng mới chốt. Bạch Yến nè, thiệt luôn á. Bạch Yến 100 ngàn nè, bé Bạch Yến 100 ngàn cờ Anh nè. Rồi ai? Chân váy đen xấy trên L, Helen Thảo hả? Helen Thảo không tắt cái đó, không còn là ít trên L đâu Helen Thảo. Form này nó bự chà bá lửa luôn. Còn con chân váy đen nha, ai chốt chốt nha. Rồi Helen Thảo 130 nè. Còn đúng con chân váy đen thôi nha. Mấy chị ngồi lại đây đi, một hồi em sẽ xả ra mấy chị một cái bộ cánh dơi bị mắc bông lông. May ra hai màu, màu đen với lại màu bò, thì màu bò bị mắc cánh dơi. Ôi cô bò để từ từ cho cũng được rồi, chỉ đang mua like. Ra bộ bộ bò này giờ em sale nè mấy chị ơi, chuẩn bị nha, lên dây cót chuẩn bị em sale bộ bò nha. Nguyễn Vũ Yến Linh một cái đầm đen cổ lá trắng, dạ ok chế đây. 280 của Nguyễn Vũ Yến Linh, coi thử sau cổ sai gì, sao chết. 2 trên lời. Rồi họ có 59 ký, ráng ăn lên thêm 3-4 ký vô đây gặp em nha chị. Em nói chị rầu á, dặn rất là kỹ rầu á nha, ráng ăn thêm vài ký mà qua tuần mà vô đây mà nói còn 5-7 ký là em không có bán hàng cho chị đâu á. Bình thường dưới 60 ký em không bán đâu, tại do chị lùn á. Còn nè chị Tuyền à, có áo vest đen form dài không? Chưa có chị. À, coi riết ghiền mẹ ơn. Ừ đợi đi, còn con cuối cùng nè. Ừ chị ơi, nhắm ghiền em quá, đem em về nuôi đi chị nha. Chị Trần Tuyền nè, hết luôn rồi đó nha, thông báo là hết cờ Anh này đó, cờ Anh cờ em gì là hết rồi đó. Ai chốt cờ Anh hay chốt cờ em gì là chưa có đâu nha. Mẫu này mẫu khác, mẫu này chị confirm em yên tâm đi Thảo, mẫu này chị confirm em yên tâm đi ha. Cái form này nè, Lê Viết có tay nè, này lá chết chiêu chắc em chợ tình Lý Bính Hố 100 ngàn. Lê Viết có tay cho em áo cờ Anh hai cái không tay nhé. Áo cờ Anh giờ hết rồi chị, bây giờ chỉ còn áo Lê Viết với lại áo chữ đen em đang mặc thôi. Áo cờ Anh là giờ em hết rồi nha chị. Đây, chị Thu Đặng đúng. Chị Thu Đặng lấy cái gì mà 90 ký chị Thu ơi? Thu ơi tôi lấy cái gì Thu ơi? Nguyễn Vũ Yến Linh vô cho em cái địa chỉ luôn chị. Thu ơi, tôi chốt cái gì mà 90 ký? Chị Nguyễn Vũ Yến Linh chút là vô tin nhắn cho em cái địa chỉ nha. Bây giờ áo em chỉ còn áo chữ trắng đen dày, và em chỉ có áo Lê Việt dày thôi. Còn áo cờ Anh là sạch sẽ rồi, không còn cái chi để mất hết trơn á mấy chị ha. Không còn một cái gì để mất luôn nha. Chị ơi, chị bán đồ dễ thương, đem em về nuôi chị Anh. Năn nỉ nha, ổ chết mẹ luôn. 60-90 ký áo Lê Việt có tay 100 ngàn. Quẹo lửa mấy chị, nay bán mai nghỉ mốt đi làm đỉ rồi nha. Mà làm bị đỉ đứng đường nào thì cứ báo em, chưa có pyjama. Lấy áo chị là lấy áo có tay cho chị. Áo này phải không chị? Đầm trắng đen có tay chị Thu Đặng nha. Anh Thư đầm trắng đen cỡ trên cùng phía tay phải, hôm qua anh có lấy á, size 2 x 90 ký của chị Thu Đặng.
kệ nhà dưới cùng. Ừ, làm này nè, kệ nhà dưới cùng, trên cùng phía tay phải. Áo này của chị Nguyễn Phước 100.000 nè. Nguyễn Phước áo Levi's có tay 100.000 nè. Dạ ok chị Ngô Lệ nè. À, pyjama em chưa về, pyjama em không có chịu những cái mẫu kia đâu. Pyjama là phải pyjama là phải cái vải êm như vậy em mới bán, chứ cái vải mà không có rẻ em không có bán đâu nha. Hai áo của chị Ngô Lệ nè. Với lại nhà em không có chốt tự động, mấy chị mua hàng mà một tuần khoảng cỡ 10 bill là em nhớ mấy chị liền. Thiệt nữa, nhớ số ký luôn nè. À, cái đầm này của chị Thu Đăng là size 90kg nè. Chốt với chị Thu Đăng nha. Dạ chị Thu Đăng, Thu Đăng 280 nè. Này lá chiêu chiêu, chắc em chờ về lý đó ngô. Em cũng mẩm mỉm chị ơi. Hồi nay mẩm mỉm mới đẹp thấy má ơi thiệt. Nói mấy nhỏ ấm ấm ganh tị chứ thời nay mẩm mỉm mới đẹp. Chồng ôm vô cái đùn nguyên cục thịt mỡ luôn. Nguyên cục thịt mỡ luôn. Đó. Rồi. Ngày hôm nay là một cái ngày không trăng không sao gì đó. Không tại mẹ đi. Ở em thả bộ này à. Bộ này bán cho mấy chị giá 120 nè. Còn có 4 bộ cho nên giật lộn giùm em nha. Còn có đúng 4 bộ thôi cho nên là mấy chị phải giật lộn. Nếu không giật lộn là không có đồ mặc. Chị Thu Đăng đưa cho em địa chỉ cho họ luôn chị Thu Đăng ơi. Nè 60 đến 85 kg. Ngô Lệ vô cho em lại địa chỉ cho họ luôn chị Ngô Lệ ơi. 60 đến 85 kg nha. Chân váy quần ngang mấy má 120. Còn được có 4 bộ thôi. Đây. Chân váy quần 120.000 ha. Chân váy quần. À, nhắn tin xa cho chị nhé. Dạ ok chị Lệ, chút nữa nhắn tin cho em nha. Xong like nhắn tin cho em. Rồi đây nè mấy chị. Kìa Lý Minh Hô, chắc em chợ về Liverpool 120 nha. 120 áo đang mặc chữ đen 77kg của chị Diệu Đỗ nè. Dạ ok chị. Áo đang mặc, dạ Diệu Đỗ 77kg. Chị thu em 5kg nha. Diệu Đỗ 100.000. Cuộc sống mô sinh. Bộ 120 của Helen Hảo nè. Chị làm em qua phương đối từng ngày. Helen Hảo 120. Bộ 120 nó có nhiều hình lắm. Chốt lẹ bộ này đi. Bộ 120 mà chữ khác nha. Cao Ngọc Huệ 120. Còn hai bộ nè. Còn 3 bộ nè mấy chị. Còn 3 bộ ha. Chốt lẹ đi chứ bữa nay bán mai nghỉ mốt đi ấy rồi nha mấy chị. Quận 6 đó, chị Ngô Lệ là quận 6 á. Biết rồi, nhưng mà mất địa chỉ rồi. Đâu, chị cho địa chỉ số điện thoại lại rồi đó, em mới thấy quận 6 á. Ai chốt cái bộ này, chốt giúp em bộ này mặc cưng á. Trời ơi, nó nè con gấu ngủ đông nè. 120 của Nguyễn Trinh nè. Đó, mới nói với ông Phước tao bữa giờ không thấy bà Trinh đâu hết trơn nè, Nguyễn Trinh bộ nè. Nguyễn Trinh bộ 120 nè. Nguyễn Trinh bộ 120 nè, còn hai bộ nha. Em nói Nguyễn Trinh, Nguyễn Trinh mà cây quận 10 á, Nguyễn Trinh mà thường thích mặc dâm ống rộng ở đây nè. Ai chốt chốt lẹ đi quý vị ơi. Chốt lẹ đi chứ kẻo lỡ nghe quý vị. Chốt lẹ đi kẻo lỡ ha, còn có hai bộ thôi, chỉ có 120 em nói thiệt á. 120 không bằng sao ta? Dạ, ok chị Thu Đặng nè, em copy bên này qua. Mấy chị là nhớ nha. Mấy chị nhớ là xong tin nhắn là mấy chị phải ấy rồi ấy cho em ấy nha. Nào mua, phải tập đọc tin nhắn cho em nha ha mấy chị. Để cho biết đó. Mấy chị nhớ bấm theo dõi shop quần áo biết tay Yên của em nha. Tối 8:30 vẫn like ha. Vì chị Yên nay xuyên kiếm tiền đó Phương. Kiếm tiền cái gì tiền hết trơn á nha. Đây Thảo Nguyên bộ 120 rồi, còn một bộ cuối cùng. Chào chị đẹp, còn bộ cuối cùng coi tao tán một cái đó, nó đi chơi giờ ở nhà em like gần chết, nó vô nó chào chị đẹp. Mấy chị thấy con em mới lù đạn không? Còn một bộ con gấu ngủ đông cuối cùng, ai thương chốt giùm em cho em đỡ cô đơn và lạc lõng. Chị nữa bà Thảo Nguyên. Chị Thảo Nguyên cho chị đổi hình nền hình Thảo Nguyên nào ạ? Cùng đảo. Thảo Nguyên cùng đảo. À em còn bộ nè mấy chị ơi. Ai? Chị Thu Đăng nhà em đầm xa nhiều lắm nha. Ai chốt giúp em đi mấy chị. Thiệt luôn á. Đảo. Nè em có con ba lỗ nè. Con này 60 đến 85 kg thôi. Ba lỗ Dior. Rồi còn bộ lấy cho Nguyễn Trinh luôn nè. Trời ơi cảm ơn chị đẹp nha. Bộ 120 có 90kg không? Không. 90kg là cái bộ chữ mà qua em like ấy. Chị nhớ bộ chữ đó không? Ai mà 90kg muốn lấy bộ chữ đó 130 thì báo em. Bộ chữ quần đùi ha. Áo Dior này 60 đến 85kg. Ba lỗ cũng 100.000 nè. Ai chốt Dior chốt giùm em Dior nha. Nè là bộ này nè chế, bộ này nó nhiều màu lắm. Bộ này 130 nè, 70 đến 95 kg. Trời ơi bộ này mà chế nào mặc bộ này rồi là chỉ có
Mấy khoái chị nước miếng, chị nước miếng thôi nha. Đây mấy chị, chốt giùm em bộ chữ có nhiều màu lắm, ai thích coi nhiều màu thì báo giùm em lên, bộ này nhiều màu lắm nha. Phan đi đơn thứ hai mới đi đơn chị. Ba lỗ đó. Xanh nè. Nguyễn Trinh quận 10 lấy thêm cái nữa đúng không? Đúng rồi. Ba lỗ xanh của chị Đan Thủy nè. Ba lỗ xanh của chị Đan Thủy nè. Đan Thủy ba lỗ xanh. Nhiều tiền. Rồi giờ em mới phát hiện ra em có một cục ba lỗ nữa. 100.000 ba lỗ xanh. Rồi rồi ừ thôi ghê lỡ đi. Ba lỗ xanh. Dùng bớt lại anh cho. À đi ao xanh giao cho chị luôn dạ. Nhưng mà giờ ghê giao bill sau nha, chị Linh bill kia đi rồi. Đi ao xanh của chị Linh Nguyễn nè, 100.000 của Linh Nguyễn nè. Dạ bill bữa nay thứ hai mới đi nha, tất cả những bill này thì tổng cộng 3 cái like, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, tối chủ nhật và khuya chủ nhật em làm bill. Rồi đây nè, chốt giùm em là lông chuột con vịt, cái này là 60 đến 80kg, 85kg thôi nha. Chốt giùm em lông chuột con vịt ha. Lông chuột con vịt. Ai chốt lông chuột con vịt, chốt giùm em lông chuột con vịt. Cái này chốt giùm em đỏ đô con vịt. Đó mấy chị thích ba lỗ em lên ba lỗ cho mấy chị nè. Đỏ đô con vịt. À, ai thích ba lỗ lên ba lỗ nha. Đỏ đô con vịt. Nè con vịt lông chuột của chị Đan Thủy nè, 100.000 của chị Đan Thủy. Chụp vào đây. Đan Thủy 100.000. Đan Thủy 100.000. À, cho một bộ. Nó là áo á chị, nó không phải bộ đâu nha chị Ngô Lệ, áo. Nè. Quên like cục này luôn nè. Quên luôn. Quên luôn. Quên luôn ba lỗ chữ gáp nè. Quên vụ này luôn. Đây nè. Ba lỗ chữ gáp nè. Trời ơi coi nè, quên luôn. 60 đến 90 kg ba lỗ. Ba lỗ chữ gáp nè. Ha. À, bịch nè. Này Lý Bình Nhu chắc em lỡ chợ về Lý Bình Nhu. Nè áo vàng nè, áo vàng cái vải nó đẹp lắm nha. Áo vàng vải rủ đẹp lắm luôn á, ba lỗ áo vàng. Đấy, chốt đi. Con này mà mặc với jean đen một phát là chết ngắt liền. Áo grab của chị Đan Thủy nè. Kiếm váy đi cưới Yên ơi. Kiếm váy đi cưới Yên ơi, Diệu Nguyên Phi Phone. Chế thích mẫu như thế nào nói em đi. Chế thích mẫu như thế nào chị nói em đi. 100.000 của chị chế Đan Thủy luôn nè. Chị thích mẫu nào mạnh dạng nói với em đi. Rồi áo hồng. Áo hồng eo vì, ba lỗ hồng eo vì. 100.000 ba lỗ hồng eo vì. Ba lỗ hồng eo vì. Đây là cái con áo ba lỗ hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Còn con 60 đến 70 kg bán cho mấy chị với giá bán 70.000 đi. Ờ bán 70.000 đi. À, có sơ mi chị Thư ơi, có sơ mi. Nguyễn Yến Linh à. Ơi, Nguyễn Yến Linh nãy giờ chưa có địa chỉ số điện thoại rồi chị Nguyễn Yến Linh ơi. Mới có số điện thoại bên em không gọi điện tiếp hai chị ơi. Quần chính tắc đợi chút em lên quần chính tắc cho chị Nguyễn Kim Anh chọn nha. Ba lỗ bụt. Ba lỗ bụt là ba lỗ gì ta? Mấy cái áo ba lỗ này là size 60 đến 8 mấy ký hết trơn á. 100.000 cái. Cái này chị Trinh vừa mấy cái áo ba lỗ mẫu Xuân Yên. Mẫu Xuân em có một mẫu nha, nhưng mà chị ngồi chị chơi với em chút được không chị Diệu Nguyễn? Chị Diệu Nguyễn có mặc được đầm sát nách không? Em nói thiệt cái đầm tầng sát nách này chị mặc cưới là xuất sắc luôn á. Chị mặc cưới này xuất sắc luôn. 70 áo tím. Ủa em lên áo tím gì ta? Em lên áo tím nào chị Linh Nguyễn ơi. Em lên áo tím là áo nào chị Linh? Mấy chị chốt lưng chuẩn em khó chốt quá. Ba lỗ vịt. Ba lỗ vịt. Ba lỗ vịt đỏ đô nha chế. Su su Phạm Lê. Rồi su su Phạm Lê 100.000 nè. Su su Phạm Lê 100.000. Ba lỗ vịt. Chị Tuyền ơi, ba lỗ vàng để em coi thử còn không nha. Để em coi thử còn không. Ba lỗ vàng nó hết rồi chị. Ba lỗ vàng nó hết rồi nha. Vàng hết rồi. Nè còn hai con nè. Đây ba lỗ vàng. Chế ơi ba lỗ vàng này. Chị ba lỗ vàng. Đâu mới hỏi ba lỗ vàng chị Tuyền Nguyễn lấy ba lỗ vàng đi giúp em được không? Được thì ok lên nha. Tuyền Nguyễn ở phía dưới anh. Tuyền Nguyễn. Tuyền Nguyễn ba lỗ vàng. Mấy chị chốt rõ rõ giúp em nha. Đâu có ba lỗ đen đâu chị. 100.000 luôn. Áo tím ba lỗ của Linh Nguyễn dạ ok. 100.000 đúng không? Áo tím ba lỗ. Ủa nãy giờ em có lên cái tím ba lỗ nào không vậy quý vị?
Thiệt, em hỏi thiệt, hồi nãy giờ em có lên cái tiếng ba lỗ nào không? Em đâu thấy em lên cái tiếng ba lỗ nào đâu ta. Không có lên tiếng ba lỗ luôn á mấy chế. Mà cũng không có lên đen ba lỗ luôn á, thiệt. Mấy chị chốt cái màu gì á? À, ngộ à, ngộ cái gì vậy? Một cái áo có tay, hai cái áo ba lỗ, tổng cộng ba cái. Em chốt thêm chị Ngô Lệ cái áo có tay. Đây em đọc cái nè, chị Nguyễn Tiền nè, Su Su Pha Lê nè. Rồi chị Nguyễn Vũ Yến Linh nè. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Nguyễn xã, Liên Ngọc Tân. Xã của cái chị Su Su gì ra. Mấy chị vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nè, chốt thêm cái áo này cho Ngô Lệ 100 ngàn nè. Đưa cái áo Su Su ra, mấy chị chốt đúng màu đi nha. Em không chốt theo ý em nữa đâu. Rồi bây giờ mới cắt ngang hết đi. Ba lỗ 60 đến 8 mấy ký, 90 ký. Nè giờ em lên lại cho mấy chị nha. Em còn một cái con ba lỗ màu xanh đọt chuối nè. Đọt chuối cờ Mỹ, chốt giùm em đọt chuối cờ Mỹ. Con nói thật sự là chị nào cao cao như em là một tới 90 ký vừa hết á. Nè em đang mặc nè mấy chị ạ. Ha. Rồi chốt giùm em ba lỗ, chốt giùm em đọt chuối cờ Anh. Thứ con à, giờ chốt lại đi. Đọt chuối cờ Anh. Rồi đọt chuối cờ Anh, ai chốt đọt chuối cờ Anh, chốt giùm em đọt chuối cờ Anh. Chốt giúp giùm em đỏ đô Dior. Chốt giùm em đỏ đô, chốt cho cái chữ em đọc nha. Chị Tuyền đừng có chốt số điện thoại lên. Để xin địa chỉ số điện thoại, chốt đọt chuối là được rồi chứ chốt không lại đâu, tại em bán ế chốt không lại. Rồi Tuyền Nguyễn một con, cái bì mới bỏ ra. 100 ngàn đúng không? 100 ngàn của Tuyền Nguyễn. Rồi đỏ đô Dior. 100 ngàn một con đỏ đô Dior. Đỏ đô đi o nè. Nói chung em có nhắn tin cho mấy chị cứ vô cho mấy chị khỏi cho số điện thoại, địa chỉ cái này nữa. Em nhắn tin. Con này là con màu lạ nè, đi o xanh lạ. Đi o xanh lạ ha. Chị nào chốt đi o xanh lạ, chốt giúp giùm em đi o xanh lạ. Đọt chuối sách lấy rồi, đỏ đô đi o của Hê Linh Thảo nè. Đỏ đô đi o 100 ngàn của Hê Linh Thảo nè. Hê Linh Thảo nè. Đỏ đô đi o. Rồi bây giờ chỉ còn đỏ đô đi o thôi nha. Rồi xanh lạ, lạ của Nhi Ti nè. Lạ 100 ngàn của Nhi Ti cũng còn có 1 con à. Lạ 100 ngàn của Nhi Ti còn có 1 con thôi ha. Còn có 1 con của Nhi Ti thôi. Lạ của Nhi Ti, Nhi Ti hình như còn bill. Rồi chốt giúp giùm em đỏ đô vịt nè. Vải của đỏ đô vịt rất là đẹp nha, vải rất là mượt nha. Đỏ đô vịt, đỏ đô vịt. Ai chốt đỏ đô vịt, chốt giùm em đỏ đô vịt. Rồi chốt giùm em eo vì chuột, chốt giùm em chuột hồng. Chốt giúp giùm em chuột hồng ha, xanh lạ khách lấy rồi, có 1 con à, út muội. Có 1 con thôi nha. Khách lấy rồi. Con này áo có tay nè. Con này áo có tay còn 1 con, áo chữ ký 60 đến 92 ký. Chốt giùm em áo chữ ký, áo có tay nha, vải rất là đẹp ha. 100 ngàn. 100 ngàn quẹo lựa. 100 ngàn quẹo lựa mấy chị ơi. 100 ngàn quẹo lựa nha. Điêu ráng trên 100 ngàn cái yên mới đi được nha. Rồi lên cho mấy chị một cái con đi o hồng. Rồi đi o hồng 100 ngàn luôn mấy chị ơi. Đi o hồng 60 đến 85 ký đi, đi o hồng nè. Rồi ai chốt đi o hồng chốt giùm em. Rồi chốt tiếp dùm cho em con gáp nè. Con gáp này tới 90 ký được, con gáp. Áo gáp nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Ê con này áo thun. Con này áo thun có tay cờ Mỹ nè. 100 ngàn 60 đến 90 ký. Con này áo thun có tay tôm mì 7 màu nè. 60 đến 90 ký. Đó là nhanh vậy, ai chốt gì chốt nha. Để em qua áo 80 ngàn cho mấy chị. Rồi gì nữa ta. Gì nữa. Gì nữa. Hết gì vậy. Hết gì vậy. Gì nữa ta. Ừ chưa rồi. Áo Levi's nè. Levi's 60 đến 90 ký giống như áo em đang mặc là Levi's nè. Rồi con này là áo giống em đang mặc là áo áo chữ đen ha. Rồi ai chốt gì chốt đi mấy chị. Ai chốt gì chốt giúp em đi ha. Đi o hồng của Út Muội. Út Muội nhiêu ký em? Cái này mới thấy đạo à. Hồi nãy chú Phạm cả hay gì thôi. Chị đang bận 90 ký, áo chị đang bận 90 ký có mấy màu. Nó có chữ trắng, nó có Levi's và nó có chữ gáp nha. Nó có chữ trắng thì nó có Levi's và nó có chữ gáp. Chữ gáp em mới đưa lên đó. Đây. Nó có chữ gáp nè. Đó. Rồi. Út Muội áo đi o hồng của Út Muội. Út Muội lên số ký giùm chị đi nha. 100 ngàn của Út Muội nè anh Tư. Nè đây bịch nè. 100 ngàn của Út Muội nè. À, lên lại mẫu ba lỗ. KX. KX chữ. KX chữ. Là cái gì chị thủy? KX chữ. Chị thủy nhắn lại giúp em được không chị?
90kg là lấy mẫu hồng không được nha, 90kg tập trung mấy cái mẫu này đây, đưa lại mẫu hồng của Út Mùi đi. Đưa lại mẫu hồng mà cái nào không được là chị nói không được nha, khỏi mắc công. Đại đại, mày lấy em chị bình nước đây đại. Vô nước miếng đây đại. Một lê, một lê vít, một chữ, một lê vít, một lê vít này phải không? Với lại một chữ đen này đúng không? Rồi của chị Đan Thủy nè, coi thử chữ đen còn. Rồi một lê vít với một chữ đen nè. Một lê vít với một chữ đen của Đan Thủy nè. Chị ơi có quần không trên like, đợi em chứ lấy em 2-3 lỗ 6-7kg của chị Nguyễn Nguyễn Trương nè. Dạ ok chị Nguyễn Trương, hai cái của chị Nguyễn Trương 200. Có lên quần không? Mình còn 4 like nha, 4 like mới đi hàng. Thì muốn lên quần gì? Quần jean hả? Quần jean chắc cho em một cái phát sáng ngày mai đi, em lên jean hàng Việt Nam xuất khẩu cho được không nha. Ok chị. Có size, có dòng mèo tới cầm 30 lận. Dạ chị lên mẫu nào vừa đi nè. Mẫu vừa là mẫu chữ đây nè em. Mẫu chữ nè, mẫu lê viết nè, mẫu lê viết nè, mẫu chữ gáp nè em. Mẫu chữ gáp nè. Nè mấy cái mẫu này là em vừa nè, vừa ôm nha. Đó gáp nè. Đó mấy cái mẫu này là em vừa nè. Đó mẫu chữ đen giống như chị đang mặc nè muội. Chứ về không mặc được mình bỏ, mất công phí tiền lắm. Alo, mất công đổi trả ha. Đi o hồng của Lan Phạm Ngọc 100.000 nè. Đi o hồng của Lan Phạm Ngọc 100.000. O đỏ đô đi o của Diệu Đỗ, tiếng nha Diệu Đỗ. Rồi đỏ đô của Diệu Đỗ nè, chị Diệu Đỗ 100.000 nè. Lê viết với lại một chữ đen. Dạ ok. Ok chị Hoa La, chị Hoa La nhiêu ký ạ? Chốt bên em là không cần cho số điện thoại đâu mấy chị, cho em muốn không? Chốt bên em không cần cho số điện thoại đâu nha. Dạ một lê vít với một chữ đen nè, một lê vít với một chữ đen, một lê vít với một chữ đen của chị Hoa La. Hoa La chút vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Khách cũ, khách cũ. Dạ đừng, chị khách cũ rồi, đừng cho số điện thoại trên này, đừng cho địa chỉ trên này nữa nha. Chị khách cũ rồi, không có màu khác, chờ lâu quá. Chị Kim Anh nói đi, lên cái gì nè em, lên cho chị Anh nè. Quần chín tấc đúng không? Rồi em xả cho mấy chị 4 mẫu quần chín tấc xưởng. Em xả cho mấy chị 4 mẫu quần chín tấc xưởng nha. 4 mẫu ha mấy chị, nghe em đọc số nha. Nghe em đọc số rồi lên nha. Ví dụ hàng hóa lỡ có vấn đề gì lộn hay cái gì mấy chị không vừa ý thì cứ nhắn tin cho em. Chứ đừng có giận rồi bỏ đầu chó em nha mấy chị, tội nghiệp em. Rồi lên mẫu. Thường thường quần này là giá 200 nhưng mà kho đó nhưng mà kho đó mấy chị, nhưng mà kho nó xả, nó kêu là xả giùm cái mẫu này. Nhưng mà em nói cho mấy chị nè, cái mẫu này á là sao quên rồi ta, là nó sẽ bị hẹp size một tí. Ví dụ bình thường mấy chị mặc size 32 thì mẫu này mấy chị phải kêu lấy size 33, là mấy chị phải kêu lấy size 33 nha. Thứ nhất, thứ hai là sao, thứ hai là hàng sale này là không cho đổi trả nha, mấy chị lưu ý giúp em ha. Hàng sale này không cho đổi trả, còn mấy chị không biết chiều cao cân nặng mình lấy size bao nhiêu thì chốt giùm em quần mã máy cộng mã máy kèm với lại chiều cao cân nặng cho em ha. Rồi lên mã đầu tiên cho mấy chị là mã số 01. Nhớ nha, quần này là quần mã 01 nè. Mã 01 là quần chín tấc không có rách. Mã 01 là quần chín tấc không rách, có size 32 tới 36, có size từ 55kg đến 80kg. Chốt giùm em là mã số 1 nè. Mã số 1 kèm chiều cao cân nặng để em lên hết luôn. Mấy chị lấy mã nào thì anh Tư chạy đi lấy luôn ha. Rồi cái này là mã 03 nè. Mã 03 nó không có rách sợi mà nó rất cào thôi. Nó rất cào thôi. Mã 03 rất cào ha, nhớ nha. Mã 03 rất cào. Rồi, mã 02 là rất tè lê hột me. Đây, mã 02 thì nó rất tè lê hột me. Rồi, còn một cái mã cuối cùng là mã 04. Mã 04 là nó rất sợi. Sách rất sợi là nó rất chút chút này, nó có sợi sợi nè ha. Nó rất chút chút và nó có sợi sợi. Đó, chốt mã quần kèm số ký chỉ có 140.000 một con quần thôi. Chị nào chốt nhanh thì còn, chốt chậm thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua. Đó, rất là rõ ràng luôn, bắt cá gô bỏ gỗ kêu gột gột. Tự nhiên sáng này em kêu chồng em đồ dậy, em kêu anh Tư đồ dậy hết trong cái, không ai mua hàng hết.
đậu lòng. Rồi chốt mã đi mấy chị, chốt mã kèm với lại số ký nha. Chốt mã kèm số ký, chị Nguyễn Kim Anh là mặc 34 mẫu này cho em nha, nhưng mà chưa lấy size. Nguyễn Kim Anh mã 1, mã 2, size 34 anh. Nguyễn Kim Anh mã 1, mã 2, size 34. Mã 1, mã 2. Anh ghi Nguyễn Kim Anh anh ơi. Nguyễn Kim Anh mã 1, mã 2, size 34. 140.000 chị Trinh nghe lộn phải không? Bình thường quần này là phải 200 đúng không? 140.000. Sale dùm cho kho. Cái nào sale dùm cho kho thì báo nhà hàng này là không có đổi trả được đâu ha. Áo đang mặc 100.000 nó có mấy loại chữ lận á, Thảo Thoa Trương ơi. Dạ vừa bụng bự chị. Mong trăm là bình thường nha mấy chị. Mã 1 và mã 2. 34 là anh phải cắt cục mới anh Tư ơi. 34 cục ngồi nó không còn đâu. Quăng em, quăng em. Rồi mã 1 của Nguyễn Kim Anh. Mã 1 của Nguyễn Kim Anh nè. Nguyễn Kim Anh 140. Nguyễn Kim Anh 140 mã 1. Nguyễn Kim Anh 140 mã 1. 35 hả? 35 hả chị? Trời lấy gì 35, em đã trừ hao chị tới 2 size luôn rồi đó. Thôi. Nguyễn Kim Anh nè, bỏ vô Nguyễn Kim Anh 140 luôn đi. Thôi. Rồi Huỳnh Chi mã 1 với mã 3, 66 kg. Sao không để chiều cao lên cho em chị? Hàng đó hàng Việt Nam xuất khẩu khác chị. Lấy mã 1 và mã 3 của Huỳnh Chi size 34 luôn anh ơi. Đáng lẽ 33 mà em phải trừ hao ngược lại mấy chị 34 đó. 34. Đầm body đi em cưới chị Thu Đằng, thích đầm body hả? Rồi chị Kim Anh muốn lấy 35 thôi. Anh Tư ơi, anh Tư ngừng chút ơi. Anh bước đưa lại của Nguyễn Kim Anh nè. Nguyễn Kim Anh lấy 35 hai cái. Rồi anh lấy lại số 1 với số 3 cho Nguyễn Kim Anh nè. Số 1, số 3. Số 1 với số 3 size 35 đi anh Tư. Size 35 là nhiều lắm á. Nè, số 1 nè. Số 1 và số 3. Mấy chị đợi em tí xíu nha. Này của Nguyễn Kim Anh đúng không? Nguyễn Kim Anh bỏ lại vô bịch đi. Số 1 với lại số 3 của Nguyễn Kim Anh size 35. Mở sợ rộng ca mặc phụ quần luôn. Sống hận. Quỳnh Chi vô cho em cái địa chỉ số điện thoại luôn. Chị Quỳnh Chi ơi, địa chỉ số điện thoại luôn. Dạ, chị Thoa Đặng 2 á. Từ từ, đồ mất rồi. Đó mất của chị Huỳnh Chi vậy. Chị Huỳnh Chi mã 1 và mã 3. Mã 1 nè. Từ từ nha. Từ từ, ủa chị kia hồi nãy lấy. Mã 1 và anh lấy giùm em từ từ nha, mã 1 của Huỳnh Chi nè. Mã 1 của Huỳnh Chi. Rồi lấy mã 3 size 34 luôn anh Tư ơi. Mã 3 size 34. Mã 3 size 34, mã 3 nha. 140 hết đúng không ạ? Mã 3 size 34 140 là của chị Huỳnh Chi đó. Cao 1m5. Nặng 70 kg. Mồm, mồm là gì chị? Mông hả? Mông 101. Chị mặc size 35 cho em. Mã 1 size 35 anh Tư ơi. Này của ai vậy? Của chị Chi nè anh, của chị Huỳnh Chi nè, của chị Chi nè. Rồi mã 1 size 35 của chị Nguyên Phạm. Mã 1 size 35 của chị Nguyên Phạm. Rồi Nguyên Phạm 140. Dạ ok, mấy chị đợi em nha, quần này không có lấy lung tung được đâu nha mấy chị. Quần lấy lung tung rồi mấy chị có gì cho mấy chị giận hờn mệt lắm. À rồi hai áo đang mặc của Thoa Đặng. Em lấy cho chế một cái levis nè. Em lấy chị một cái gáp là với lại một cái áo chữ đen giống như em đang mặc nha. Hai áo của chị Thoa Đặng. Chị Thoa Đặng nhiêu ký hả? Hai áo 200 của chị Thoa Đặng nè. Thấy Thoa Đặng không? Thoa Trương hay Thoa Đặng? À Thoa Trương. Thoa Trương hai áo của Thoa Trương nè. Rồi mã 1 65 kg của chị Chánh Trương. Lấy size 33 cho chị Chánh Trương anh Tư ơi. Chánh Trương size 33. Mã 1 size 33. Rồi của chị Chánh Trương nè. Chanh Trương 140 nè. Dạ ai nữa không mấy chị? Ai nữa không mấy chị? Dạ đổi rồi nha chị Kim Anh. Mã rất tì lê là mã mấy? Mã rất tì lê là mã không mấy mấy chị? Mã rất tì lê là mã 02 trên ơi.
Mã rất tì le là mã 02 nha. Hình chi cao mấy 6 được rồi chị, size 34 là ok rồi. Dạ. Rồi mã 1 65kg cao mét 55. Mã 1. Mã 1 lấy cái size 33 đi anh. Cao mét 55. Rồi size 33 của chị Kim Lan quá. Mấy quần này là mấy chị mặc kéo lên từ từ nha, để nguyên ngày nó không có bị tuột nha mấy chị. Ha. Kim Lan Quách 104 là ship bên nhà em toàn quốc là 20.000 nha. Mấy chị kiểm tra hàng không lấy thì mấy chị chịu tiền ship 30.000 đó nha, đầm sọc vét vải. Có quần trong với chị chân váy quần trong. Vải cái gì mà giống như vải bố mà co giãn đẹp lắm chị Nhi Ti. Em không có diễn tả được cái vải đó đâu. Ha. Nghe chị, sợ rộng. Sợ rộng là cái chắc rồi chị. Nguyễn Kim Anh bà nội là chắc em búng với thun chị quá. Ha, đầm. Chị Thu đặng tí xíu nữa xong cái like á chị Thu. Tí xíu anh Tư cái đầm tầng còn size 18 không anh Tư? Em có mấy cái đầm tầng, cái đầm la dông này để em lấy chị Kim Anh coi. Không có quần sọt, về rồi chị, về rồi. Về rồi. Anh cái kia phải bill nguyên Kim Anh không vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Anh lấy đưa lại cho em đổi size 34 cho chị ấy. Chị nhoi quá à. Thiệt. Đã nhoi tàn canh giá lạnh luôn. Đổi lần nữa em quánh chị dính chùm với em luôn á. Rồi Nguyễn Kim Anh mã này nè, một con. Rồi Nguyễn Kim Anh còn mã 01 nữa không? Để anh Tư anh khui cục. Anh bước đúng vậy, khui cục lấy mã 34 á. Lấy một cục đó, lấy mã 34 rút với cái 34 cho Nguyễn Kim Anh bỏ vô luôn. Dạ 320 chị. Đợi em lấy cho chị coi nha. Có đây nè. Đây nè, đây nè, mã 01 đây nè. Đã lấy nguyên cục nguyên mới rút được cái 34 lận. Phía trong đó nguyên cục phía trong à. Ừ, lấy một cục 34, rút một cái 34. Thì trong cái cục đó cho anh coi ở đầu à, sao. Cái 32 không ạ? À? Ở trong đó 32, 33, 34, 35, 36. Vậy đó em mới nói anh là mở cái cục ra mới có 34. Anh cứ lật hoài. Để em lấy bộ đó cho chị coi. Dạ hôm nay chị nào chưa mua đầm hoa thì nên mua đầm hoa nha. Rồi đổi chị Kim Anh luôn đi. Dạ, bà bớt nhoi giùm coi. 18 hết rồi không? Vậy thôi đi anh Tư. Nó nằm nhiều quá giờ em biết like sao để tí xíu em dọn sơ cái nhà cái rồi. Chiều em like đầm cho mấy chị nha. Thiệt luôn á. Thiệt luôn. Chứ giờ em nói thiệt xung quanh mấy chị nhìn nhà em mấy chị khủng khiếp lắm em nói thiệt á. Khủng khiếp dữ dằn lắm nè. Em nói mấy chị khủng khiếp, kinh khủng lắm. Kinh thiên, chưa tính lầu 2, lầu 3, trời chưa xuống nhà dữ. Nó không có còn chỗ em ngồi like luôn á mấy chị. Hầu như không còn chỗ em ngồi like luôn nha. Lấy mã rất te tua. Anh Tư cho em cái bộ 320 ngày dưới cái bộ caro. Size L cho khách coi. Nè em còn chân váy quần size dưới 72kg nè. Dưới 72, 73kg nè. Chân váy quần 130. Chị nè hồi nãy giờ chưa chốt cái mã này thì chốt đi nha. Chân váy quần còn còn được hai con nè, còn được hai con dưới 73-74kg là hết rồi đó. Chị Chanh Trương với lại chị Tho Trương. Rồi, rồi bộ nè. Chị Kim Lan Quách vô cho em địa chỉ số điện thoại mấy chị ơi. Rồi quần này là 60-90kg hai quần, quần này giống như legging đó, hai quần 150.000. Chị nào chưa chốt quần này thì chốt giúp em hai quần 150.000 nha. Chân váy của chị Thanh Thảo. À buổi sáng là 9 giờ còn buổi tối 8 giờ 30 nha chị. Chị Thu Đăng này. Nhớ bấm theo dõi em nha, tại vì hàng mà đầm về là em hay chụp hình. Chị vào trang bay của em nè, chị sờ sớt quần áo biết sao ý yên, chị vào đi. Hằng ngày em đăng nhiều lắm, tại vì cứ like xong buổi tối là em bắt đầu về em chụp hình đó. Like xong buổi tối là về cái em chụp hình, mà đầm nhà xưởng nhà em nhiều lắm. Em nói thật sự là đầm nhà em nè, chị coi cái vàng treo á, mấy chị coi vàng treo là đầm không nè. Đầm không là đầm luôn á mấy chị, mà giờ không có chỗ để treo em đổ đóng nè. Em đổ đóng nè chị, em đổ đóng luôn ha. Đó, mà có đầm la dông này cũng đẹp nè. Có đầm la dông này cũng đẹp mấy chị đợi chứ. Anh Tư phong giùm em hai cái này ra đi. Rồi em lên cái đầm này trước cho mấy chị nha. Em lên cái đầm này trước cho mấy chị nè, đầm nhiều lắm chị. Mà nếu mà muốn hàng độc thì nhà em hàng Việt Nam xuất khẩu độc lắm. Em có cái đầm hoa này cũng đẹp nè, nhưng mà sau lưng không có dây kéo, mấy chị phải chồng vô nè. Cái đầm này mới về tối hôm qua. Trời mấy chị coi cái vải nó đẹp không? Cái vải nó rất là dễ thương luôn á. À,
cái vải cực kỳ đẹp ở trước nhíu ngực. Mấy chị mặc cổ như thế này cũng được, mà mấy chị mặc cổ bẹt vai cũng được. Và đầm này có size 60 đến 100 kg nha. Đầm này có size 60 đến 100 kg. Ở sau lưng có chung thun nè, mấy chị đừng có sợ chật ha, thoải mái lắm nè ha. Đầm này form hơi ngắn nha, form là trên đầu gối. Đầm này chị Thanh Thảo lấy được chưa ha? À, chốt à, chốt hai quần, quần Trần Kiều Ân, quần này 85 kg không vừa đâu chị, 80 kg thôi ha. Hai quần 70 kg của chị Nguyễn Phước, hai quần à, hai quần legging này phải không, quần legging này thì vừa chị Nguyễn Phước, hai quần là 150 của chị Nguyễn Phước, nãy giờ có bill rồi nè ha. Chốt vậy, hai quần 85 kg của một Trần, hai quần 150 ngàn của Nguyễn Phước, hai quần 150 hả, hai quần 150 ngàn của Nguyễn Phước. Anh để cái bịch xích xích lên rồi dán xuống sao thấy đường anh. Vậy là Thanh Thảo hồi nãy là cái quần nãy nhiêu, cái quần gì, cái quần váy 130 đúng rồi. Còn đây hai quần legging mà gì vậy anh, hai quần của Trần Kiều Ân nè, hai quần legging của Trần Kiều Ân nè. Bụng bự sao mặc ủa bình thường mà chị. Em là chuyên may đồ cho biết size là bụng bự, đít bự, vú bự, nách bự, chim bự, mu bự. Đó, nha. Bông bông hồng 90 kg thì lấy cái gì thì báo cho chị coi nha. Sao mà chị ơi, ba lỗ màu tím nãy vừa không? Ủa nói chung là Út Mùi 80 kg hay là 90 kg Út Mùi? Nói mấy chị mua hàng trên like là mấy chị phải báo rõ ràng. Mấy chị không báo rõ ràng là cái người thiệt là mấy chị á. Tại vì em sẽ coi thử cái người nào mà thường mua hàng em mới phụ ship 2 triệu. Còn không là mấy chị đổi trễ là mấy chị phải chịu xếp đó. Cho nên là mấy chị phải, có nghĩa là em tùy vào cái người mua dễ hay mua khó. Em nói thiệt em bán hàng cũng vậy á, mấy chị mà dễ chịu dù lỗ em cũng vui vẻ nữa. Em nói thật lòng á, mấy chị em bán đây là 5 năm rồi ha. À, lấy một áo như em đang mặc, chị bỏ Thanh Thảo nè, áo chữ nè, rồi chị bỏ Thanh Thảo nè, 100 ngàn. Rồi hôm bữa mua đầm mặc không vừa Nguyễn Kim Anh. Chế không vừa sao chế không báo em? Ví dụ cái hàng chính quy mà chế không vừa, chế chụp qua nó yên thôi. Cái đầm này chị bị chập cái gì nè, em có sai em đổi chị thấy không? Dễ chịu không? Dễ thương không? Mà lần sau cũng không buồn em, mà em cũng có khách bán dài dài nữa. Ha. À, hai quần 90 kg. Đợi chế kiểm tra nha nha em. Hai quần 90 kg của bông hồng nè, hai quần 150 của bông hồng nè, mới lên quần chính tóc xong á chị, em mới lên 4 mã quần chính tóc nè chị mới chốt xong á chị Nguyên Phạm, váy chị cầm có một màu thôi. À, nãy ai chốt cái đầm à, chân váy 70 kg mặc vừa nha chị Hoa Đan, trời ơi không thấy. Nguyễn Kim Anh hai quần nè, giờ em mới thấy Nguyễn Kim Anh chốt hàng nè, coi Nguyễn Kim Anh nè nha anh, Nguyễn Kim Anh hai quần. Mà nãy giờ mà Nguyễn Kim Anh nãy giờ có bill chưa? Có, Nguyễn Kim Anh nãy hai cái quần đó. Ủa có hai quần jean đó. À hai quần jean hả? Trời trời trời. Hai quần jean nãy giờ mới đổi tới bao luôn. Giờ hồi bữa bà mua ở đâu? Bữa hôm mua đầm mặc không vừa, bữa chị Kim Anh mua em hả? Chết cha sao chị không báo em? Có quần tây màu kem, dạ không có quần tây màu kem nha, em đang có quần tây nhưng mà không có màu kem. Áo chữ giống như em đang mặc ha chị Hồng Thanh Nguyên, áo này phải không? Dạ áo này nhưng mà chữ nó giống giống nha. Rồi áo chữ của chị Hồng Thanh Nguyên nè, Hồng Thanh Nguyên khách mới nè anh ơi, 100 ngàn một chân váy, một áo giống em đang mặc, cao 1m5 70 kg, dạ vừa chị Hoa Đăng. Chị Hoa Đăng là đi đâu mua hàng cũng nhớ là đưa cái chiều cao của mình lên nha, không đưa chiều cao của mình lên là chết luôn á, chứ không phải giỡn đâu, chết thiệt á. Rồi một chân váy quần 130 co giãn đã lắm chị yên tâm nha. Sung sướng lắm, mặc con này sung sướng lắm. Cái gì? 47 đơn. Chỉ còn đủ cho nó ép được rồi. Rồi cái áo này của chị Hồng Thanh Nguyên, ghi dính vô Hồng Thanh. Chờ một chút nhẹ em neo đơn chị. Để em kiếm thêm hai chồng kẹp hai bên nữa có làm biên. Hồng Thanh. Chúc chị Hồng Thanh Nguyên vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên like, chốt là chốt hàng. Quần áo kèm số ký thôi, ví dụ như mã áo đã kèm số ký thôi, đừng chốt số điện thoại này ha. Nè em chào chị rồi nè. Ủa anh thấy chưa,
Đấy rồi. Rồi, chào chị. À, em chào chị rồi, chút vào cho em xin địa chỉ số điện thoại thôi. Bé này phải bữa giờ nói chuyện với chị không ta? Rồi, chị Hoa Đăng nè, đừng cho số điện thoại. Chị Hoa Đăng 130 cộng 100. Hoa Đăng không có dấu. 80 ký áo ba lỗ nào vậy chị? Ủa Út Mùi, em hỏi cái gì nãy giờ, Út Mùi có bill chưa vậy? Chưa. Út Mùi nãy xả rồi. Mấy cái form áo trắng là Út Mùi vừa nè, mà em 80 ký hay 90 ký chị chưa biết luôn á. Chờ một chút mấy chị chồng em đang mò. Hoa Đăng sao dục ra đi. Hoa Đăng 130 cộng 100 ông nội, nửa tiếng đồng hồ cầm cái áo mỏi nách luôn à. Thì dục ra anh ghi giùm chơi có gì đâu mà. Nguyễn Kim Anh, chị đổi cho em đầm bông được không? Là đổi cái gì qua cái gì chị Kim Anh này? Sao nãy giờ chị rối dữ vậy chị? Em nói thiệt luôn á. Chị đổi cái gì là qua cái gì? Trời má ơi, bà này bà rối chắc em búng trứng giái chị quá à. Chị đừng làm em, hồi em cởi cái quần em đi vòng vòng ngoài đường nha chị. Rồi riêng Út Bụi là hỏi cái gì 80kg? Rồi 80kg giờ lấy cái gì? Lấy áo ba lỗ ha. Ha, lấy cái gì, lấy cái gì thì báo rõ đi. Cái gì mà hồi 90kg, 80kg rồi. Em vừa không trả lời được đâu. Em trả lời cái đó em không hiểu mấy chị đang hỏi cái gì rồi em trả lời. Tam sao thất bản rồi chết mẹ luôn á. Tại vì cái lỗi của em là em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng của mấy chị, về ship, về đồ luôn. Ship đi 35, ship về 35 là em cũng lòi le. Cho nên là mấy chị phải nói rõ ràng nha. Với lại mấy chị về mua đồ không ưng ý là mấy chị cũng không có vui với em. Chị Võ Thanh Thảo lấy áo rồi mà. Coi thử Võ Thanh Thảo lấy áo 100 ngàn, áo chữ. Lấy rồi chị ha. Nguyễn Kim Anh hồi nãy lấy mẫu gì mà giờ kêu đầm đen nữa. Có cái bill Nguyễn Kim Anh giùm cái hả? Quay cái mặt lại cho em cái bao đi anh. Nãy giờ chị lấy hai cái quần với lại chị lấy hai cái quần riêng. Trời ơi, nghĩ sao mà đẩy con chó một cái nó muốn chóng mặt luôn á trời. Là của chị á, chị Nguyễn Kim Anh hiện giờ là đang có là hai cái quần đen và hai cái quần riêng, chứ chị chưa có lấy cái đầm gì hết trơn hết trời á. Bữa mua 200 ngàn, chị qua một tuần chưa, hai tuần chưa. Chứ giờ trời, bây giờ mấy chị muốn gì chụp hình cái đầm nó qua cho em giải quyết cho mấy chị đổi size cho. Chứ giờ này mà mấy chị hỏi như vậy rồi em biết sao em giải quyết được, khổ thiệt chứ. Chân váy 66kg vừa, để em coi thử còn không nha chị Huỳnh Chi. Chủ yếu là còn hay không? Chị Hoa Đăng nè. Mày ngồi yên mày tao cào đầu mày á. Vô cho em địa chỉ số điện thoại nè. Ngồi yên hay không mẹ. Hoa Trương vô cho em địa chỉ số điện thoại. Chị muốn gì chị chụp hình trong tin nhắn chị nói chuyện với em nha. Áo ba lỗ 80kg mặc vừa nha. Em còn con chân váy, hết chân váy size 66kg của chế rồi nha. Hết chân váy size 66kg của chế rồi. Mấy chế đừng làm em tẩu quả nhập ma nữa nha. Mấy chị muốn gì mấy chị trải cái đầm ra, mấy chị chụp xong mấy chị báo cho em là cái đầm đó là size bao nhiêu, như thế nào. Trong tin nhắn em mới giải quyết được mấy chị ha. Nóng quá. Áo ba lỗ chị Then Lê vừa nha. Áo ba lỗ chị Then Lê vừa. Rồi em đưa lên cho mấy chị coi áo ba lỗ nè. Thứ nhất là cái chữ đen giống như em, nhưng mà giờ chữ khác nha. Nó cũng ba dòng chữ nhưng mà nhiều chữ khác. Thứ hai nó là áo Levi's nè. Áo này chị Then Lê vừa hết mà mặc sướng lắm. Nè, áo chữ đen giống như em nè. Rồi áo này là áo gáp. Nói chung là 100 ngàn con á. Áo ai chốt thì chốt đi. Áo gáp nè, áo chữ đen nè, và áo Levi's nè. Trời ơi là trời, con đừng có tới chỗ ổng cái lúc ổng đang nóng nảy nha. Ổng vớt mẹ không được, ổng vớt con đó. Alo. Chị Bông Hồng vô cho em cái địa chỉ, em nhắn vô chị cho em cái số điện thoại luôn chị ơi. Bông Hồng từ nãy giờ lâu lắm rồi đó. Hồi nào lúc trước á, hồi trước đây chị có mua mà cho địa chỉ ở Củ Chi mà không có số điện thoại. Bây giờ vô xin đi, số điện thoại. Áo này 100 ngàn nè. Nhưng mà áo này size từ trên 70kg nha, 70 đến 93, 94, 95kg mà dễ thương lắm. Em không có nói được cái gì dễ thương của con áo cam này, áo cam sữa. 70 đến 95kg áo cam sữa. Chị nào chốt áo cam sữa 100 ngàn chốt giùm em áo cam sữa. Thêm cái áo chữ đỏ của chị Hoa Đăng nữa. Dạ ok chị Hoa Đăng nè. Chữ đỏ lấy Levi's đây nha chị, hay lấy gáp thì chị Levi's nè. Hoa Đăng 100 ngàn. Chút nữa chị vô Hoa Đăng vô giả bộ đọc tin nhắn giúp em nha. Đọc tin nhắn lỡ em với chị có lộn hàng đồ gì á. À,
thì mình ngồi lại đây một mình hai chúng ta. Rồi mắt hoa đăng rồi. Rồi cái bà à, đăng. Rồi đây em copy vô nè. Từ mẫu giáo Lê Lợi, phường 6, TBST. Trời ơi, mấy bà ở TBST, mấy bà biết TBST chứ tôi ở thành phố tôi không biết cái TBST. Lê Trúc áo sữa 100.000 nè. Ổng giờ Lê Trúc ngồi coi like mà nó không nói chuyện luôn á trời. Rồi Lê Trúc nè. Lê Trúc 100.000 nè. À thêm cái áo chữ đỏ của chị Hoa Đăng thêm chưa vậy? Rồi thêm của chị Hoa Đăng rồi, chị Thiên Lê lấy hai áo phải không? Chị Thiên Lê lấy hai áo. Để em chốt của chị Thiên Lê nè. Thiên Lê hai áo. Rồi đây. Đi Thiên Lê đi anh. Thiên Lê hai áo 200. Thiên Lê hai áo 200. Thấy chứ? Phường 6 thành phố Sóc Trăng. Dạ ok, nói vậy chứ khi mà làm em search Google ra. Chị Bông Hồng nãy giờ có bill nhà mình chưa? Có bill mà không có địa chỉ, không có số điện thoại. Củ Chi đợt trước đó là cho cái địa chỉ. Chị Bông Hồng ơi, áo sữa với lại áo chữ đen của chị Bông Hồng. Dạ chị Bông Hồng ơi, em có nhắn tin cho chị á, chị vào chị cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha chị. Nha. Mày không có được đi đâu đâu, đừng có ngó tới ngó lui. Tao tán một cái xéo ha, áo cam sữa với lại áo chữ đen của chị Bông Hồng nè. Bông Hồng hai con 200 nè anh ơi. Bông Hồng hai áo 200 nè. À, trưa mai chị, để em tập trung quần về rồi trưa mai em lên quần luôn cho mấy chị nha. Dạ ok chị Bông Hồng nè. Ok chị Bông Hồng nha. Ok chị. Rồi bây giờ mấy chị muốn em lên áo 80 không? Nè áo 80 nè. Rồi lên cho mấy chị một phát một nùi áo 80.000 nha. Nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay giúp em. Đây 60 đến 100 kg. Em nói với mấy chị là mấy cái này mặc với cái quần mà hồi nãy em bán 150.000 hai con, mấy chị mặc sung sướng lắm. Mấy chị mặc là bao sung sướng luôn nha mấy chị. 150.000 hai con quần 7 tấc mà mặc với mấy cái quần, mặc với mấy cái áo này là em nói mấy chị phê luôn. Chốt giùm em 3 chữ 80.000, 3 chữ 60 đến 100 kg. Chốt áo cam sữa, áo chị đang mặc bao nhiêu ký? 60 đến 80-90 kg chị Mỹ Dung. Trần Kiều Ân hồi nãy có bill nè, để em coi được còn cam sữa không. Trần Kiều Ân khách cũ, đừng vô cho địa chỉ số điện thoại. Đừng có sắp lên để đi gì đi. Đừng sắp lên để cho anh tôi anh biết cái cục đó anh đang lấy hàng đó. Út chị quét dọn gì? Quét cái đường thôi, đừng có sắp lên thôi. Dạ cam sữa. Dạ cam sữa hết rồi chứ ơi. Chị Ân ơi, hết cam sữa rồi. Hết sạch cam sữa rồi nha chị Ân ơi. Hết sạch cam sữa rồi. Rồi sám chữ của Cao Ngọc Huệ nè. Sám chữ Cao Ngọc Huệ 80.000. Cao Ngọc Huệ 80.000. Cao nè, áo tôm mì thun giấy 100.000 nè, 60 đến 90 kg. Trời ơi con này mà mấy chị không chốt mặc phía sọt, mấy chị chốt gì á mấy chị. Có một con thôi nha. Con này có một con thôi ha. Một con. À, hai áo thun ba lỗ của chị Trần Hiếu nè. Rồi nằm luôn rồi. Bà nội cha nó bữa nay cái lưng nó dài thòng luôn. Rồi hai cái của chị Trần Hiếu nè, bữa giờ chị Hiếu đi đâu vậy? Hai cái của chị Trần Hiếu. Trần Hiếu hai con 200 nè. Lấy cái áo xám lụa đây nè. Lấy ra chế mục nè, hai gấu đẹp con chị dễ thương không? Đây nha. Em phối cho chị cho. Chị ngồi im mới đứng cục cửa nhúc nhích. Đứng cục cửa dễ trơn á, em kiếm quần. Rồi, một con. Thôi tính cho chị hai cái này 150.000 nha. Thì 80 với lại thôi kệ, hai cái này tính chị 150.000 nè. Rồi ghi chị Hoa Đăng cái bộ này 150.000. Chị Hoa Đăng 150.000, bán bộ gì cũng dễ thương ha. 150.000 bộ của chị Hoa Đăng không có dấu. Đi du lịch ba lỗ không có đen chị. Tôm mì 100 coi quần 7 tấc. Tôm mì 7 màu của chị Cao Ngọc Huệ 100.000 nè. Cao Ngọc Huệ 100.000. Dạ thun giấy để lên lấy mẫu khác nha chị Huỳnh Chi. Út ơi ở trên dưới có một cái bao thun giấy này nè Út à. Út xách qua giùm con đi. Út nhìn giùm con một cái. Út đâu rồi? Đây nè, bao này nè. Nhà dưới á có một bao áo trắng đủ màu rồi nè. Rồi Cao Ngọc Huệ 100.000 nè. Ba lỗ không có đen. Dạ chị Chi đợi em lên thun giấy cho chị Chi lựa nha. Chị Chi đợi em ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Lên tiếp cho mấy chị áo xanh đen. Mấy chị chốt giùm em nha, xanh đen nước hoa.
Dạ xanh đen nước hoa 60 đến 92, 93, 94 kg. Chốt giùm em xanh đen nước hoa. Nè, khung giấy một nồi nè, mấy chị mua mệt nghỉ luôn. Xanh đen nước hoa. Nè, Lê Bích có tay nè, Lê Bích có tay là bán chạy nhất nè. Chốt giùm em xanh đen nước hoa 80.000. 80.000 xanh đen nước hoa. 80.000 xanh đen nước hoa nha, chị nào chốt xanh đen nước hoa chốt giùm em 80.000. Anh đừng la được không anh? Kệ ta đi, ta ngủ kệ ta đi. Mà ngủ đi tiếp đi con. Kệ mẹ. Ngủ đi con. Ta nói gì kệ ngủ. Rồi áo Lê Viết 100.000 nè. Không thơm phức. Áo Lê Viết 100.000 nè mấy chị. 60 đến 90 tí vải đẹp lắm, khung giấy Lê Viết nha, chốt giùm em Lê Viết có tay, đẹp không? Trời ơi, con này mặc với sọt vô chị Chi ơi. Chị Chi lấy con này nè ha. Cặp quần 7850, bộ váy caro 32-68 kg, chân váy đen là hết rồi nè nha chị, chân váy đen là hết rồi nha chị Hạnh Mỹ Quỳnh. Anh Tư cho em bộ caro 32 đi, chân váy đen là em hết sạch rồi đó. Chân váy đen là em hết sạch hết xẻ rồi đó. Cặp quần nè, size L em ơi. Cặp quần của chị Hạnh Mỹ Huỳnh nè, Hạnh Mỹ Huỳnh 150.000 nè, với bộ 320 của chị Hạnh Mỹ Huỳnh nữa. À, lựa cho em cái hình khác nè, lựa cái hình khác đi em. A à, chị Hoa đang 55 tuổi hả? A à, lựa cái con gấu khác phải không? Rồi đây có luôn, lựa con gấu khác cho chị đúng không? Có, để em lựa cho. Không sao, có gì chị cứ nói em nha. Lấy cho chị con Chanel này nha, lấy cho chị con Chanel nha chị Hoa đang. Rồi đây là anh của chị Hạnh Mỹ Huỳnh 320. Anh Thư đổi cái áo cho chị Hạnh Hạnh ra chị Hoa Đăng ơi. Thôi được cái bill chị Hoa Đăng đổi cái áo mà bỏ trong quần lít xin, nó đổi cái áo kia ra. Áo đó có. Áo đó là áo gì chị? Dạ đổi rồi. Ba lỗ ho có trắng thôi chị. Dạ. Rồi mấy chị đợi em nha, đợi em từ từ. À, bỏ áo xám lấy màu đen nước hoa đi. Anh Tư, anh Tư đổi cái đen nước hoa này nè. Nè, đen nước hoa nè. Rồi, đó đen nước hoa. Rồi ai chốt đen nước hoa nữa? À, bò xanh nước hoa của chị Bông Hồng nè, nơi 80.000 của chị Bông Hồng. 80.000 của chị Bông Hồng, 80.000. Lê Viết có tay của chị Hồng Thanh Nguyễn dạ. Cái con này em nói chị Thanh là mặc cái gì cũng đẹp hết. Nói thiệt luôn. Rồi 100.000 của chị Hồng Thanh Nguyễn, chị Hồng Thanh đi dính nha. Hồng Thanh Nguyễn 100.000. Áo Lê Viết của chị Nguyễn Nam, chị Nguyễn Nam xin địa chỉ số điện thoại. Rồi, Nguyễn Nam 100.000. Áo 80k 2 cái 2 màu size 65 kg. Đó là free size nha chị, em lựa cho chế 2 cái 2 màu. Một cái xanh đen với lại một cái cà. Nè, cái con cà phê sữa nè mấy chị, coi vải cà phê sữa là đẹp lắm luôn. Cà phê sữa là 60 đến 100 kg vải bao đẹp luôn cho mấy chị luôn ha. Vải này đẹp dữ dàng lắm. Rồi hai cái nè. Hai cái của chị Anh Hoàng à, anh gì? Anh Hoàng Anh, không Hoàng. Ừ. Anh Hoàng Anh hai cái. 80 160 của anh Hoàng Anh nè. À, anh Hoàng Anh hai cái. Cặp quần 150 của chị Thiên Lê nãy giờ chưa chốt nè, nó có dài nữa nha mấy chị. Chị Thiên Lê muốn lấy dài không? Nhưng mà cái lửng thì cái vải nó đẹp hơn nha. Vải nó đẹp hơn. Rồi hai quần của chị Thiên Lê nè. Hai quần 150 của chị Thiên Lê. Anh Hoàng Hoang. Cái này em mới đọc cái thiệp em chưa kịp. Anh ghi đây anh. Cái này. Hai cái của chị Thiên Lê. Hai cái 150 đúng không? Ừ. Cái chữ này chữ Hoàng nè, chữ Hoang á, còn này Hoàng. Ngày mai chị vô live chị lựa em đổi cho chứ lúc nào em cũng đổi cho mấy chị mà, mấy chị yên tâm nha. Alo. Lấy màu xanh đen nước hoa luôn. Alo. Vậy là hồi nãy lấy thêm, vậy là hồi nãy em đổi chị con xanh đen nước hoa, chị lấy lại con xám nha. Chị lấy lại con xám cho nên nha. Tên gì rõ ràng em đi dùm. Nha anh chị. À, Hồng Hạnh đây. Hồng Hạnh Long An. Hoa đang xám ở đâu nè. Ở đâu ở tỉnh nào? À, lấy áo chị mặc mà con gấu nhé. Hồng lấy Hạnh. Áo chị mặc. Chị đọc chị chỉ giùm em hết chữ luôn chị. Không, cái áo này không có con gấu chị, áo này có áo chữ thôi nha chị. Hồng Hình chốt lại đi. Áo thun ba lỗ 77 kg, chị Mỹ Dung lấy mấy cái? Lấy màu tối của anh Hoàng Hòn, đứa bill anh Hoàng Hòn lại cho em đi anh.
đến hồi tối. Học Thanh Thanh Thủy đó. Hẹn khách đó, hẹn ship đó rồi, vừa ship vừa giao lại không có tiền lấy, chưa lãnh lương. Chọn ngón tay lên cho em mấy bạn đi. Không không có tiền lấy rồi đặt hàng chi vậy? Áo 90kg là vải này là áo này nè chị. Áo thun ba lỗ chị Mỹ Dung lấy mấy cái à? Ấy nhưng mà cái áo ba lỗ này không có con gấu nè, chị có áo có tay thôi, mấy chị đợi em lên đi mấy chị chọn. Rồi đây là áo hai con gấu nè. Chốt giùm em xám hai con gấu, 60-100kg xám hai con gấu. Rồi chốt giùm em xanh đen nè. Xanh đen nha, 60 đến nè, xanh đen hai cô gái nè. Mấy áo này chị là 90kg là mặc thoải mái, xanh đen hai cô gái. Xanh đen hai cô gái 80.000. Rồi chốt giùm em xanh đen gấu tím 80.000. Xanh đen gấu tím 80.000. Rồi chốt giùm em xanh đen chữ lớp, á lộn, xám chữ lớp đẹp không? Xám lớp đẹp lắm. Xám lớp 80.000. Đó, em lên một loạt cho mấy chị muốn chọn gì mấy chị chọn nha. Rồi 80.000 một con 4 mẫu. Chốt áo kem 85kg để em lựa màu, để em lựa hình cho chị, cho màu kem là Trần Triệu Ân. Trần Triệu Ân 80.000. Chốt lại đi bé gì đó ơi. Trần Kiều Ân 80.000 nè. Chị Yên nhận được em trả chưa, đợi em coi hàng. Chị Hiếu nhắn tin vô tin nhắn đi, mấy cái hàng trẻ chị nhắn tin nhắn đi em mới xử lý được. Ở trên này cái đầu em nó không có nạp được đâu. Một ngày mấy trăm bill em không có nạp hàng được nghe. Rồi chốt áo kem ba lỗ một cái của chị Mỹ Dung nè. Rồi em lấy cái ba lỗ chữ của em đang mặc nha. Rồi ba lỗ chữ của chị Mỹ Dung nè. Mỹ Dung một áo ba lỗ 100.000 ghi bill mới đi. Ghi bill mới của chị Mỹ Dung, em có nhắn tin nha em. Em chào chị Dung đó nha. Chị Dung vào chút nữa cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại. Tại bên em chốt hàng qua tin nhắn chứ không có gọi điện chốt hàng nha. Hello chị Tuyết Lan Nguyễn. Chị ơi shop ở đâu vậy? Em ở Gò Vấp nha chị Thanh. Áo kem 60kg của chị Hồng Thanh Nguyễn. Cái này là free size hết chứ. Cho nên chế mặc vô là em nói đẹp đẹp, chảy nước miếng nè, dễ thương không chị Hồng Thanh? Dễ thương lắm, mà vải nè, vải mê lắm. Rồi Hồng Thanh Nguyễn 80.000. Hồng Thanh Nguyễn 80.000. 80.000 Hồng Thanh Nguyễn. Lấy em hai cái quần bảy tấc của Võ Thanh Thảo. Dạ Hồng Thanh ghi dính cho nha anh. Rồi hai quần bảy tấc của chị Võ Thanh Thảo nè. Hai cái 150 đúng không? Ừ. Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, cháu ngủ giật mình, mới giật mình đập cái đầu giờ cũng má chuyện đâu qua đây thì ngầm ngẽn. Lấy một ba lỗ này nha em nè, em lấy cái ba lỗ này nè, ba lỗ em lấy cái ba lỗ này nè, lấy ba lỗ này nè Hò Hình ơi, lấy ba lỗ Levi's nè Hò Hình. Trời ơi mặc cái rinh cưng lắm, hoặc là lấy chữ Gáp cũng được ha. Nè lấy chữ Gáp cũng được đó. Hò Hình chốt lại đi, lấy cái con gì thì lấy ha. À, váy quần 130 hết rồi chị Anh Hoàng Anh ơi. Một áo xám, một quần bảy tấc, một áo ba lỗ. Chị Hường nhiêu ký vậy? Hường nhiêu ký báo em ơi. Rồi lấy một áo xám cho chị Hường nè. Một áo xám con gấu 80.000 đi. Nguyễn Thị Thanh Hường nha anh. Một quần bảy tấc là 80.000 nha. Quần bảy tấc 80.000, để coi chữ còn không đây. Nguyễn Thị Thanh Hường. Rồi một quần bảy tấc này bỏ chung vô bịch luôn đi. 80.000 của Nguyễn Thanh Hường. Đó. Rồi hai cái là nhiêu? Hai cái tám, anh chốt hai cái 150 cho em, em bỏ chung bịch đi. À quần bảy tấc giá 850 với một áo ba lỗ nè. Em lấy áo ba lỗ cho chế luôn nè. Nè áo ba lỗ trắng đen nè, 100.000 của Nguyễn Thị Thanh Hường. Lên số ký giúp em ơi chị. À, áo Levi's 70kg vừa. Chị Nguyễn Nam áo này là size 60-90kg vừa nha chị Nam. Cho nên chị Nam mặc là thoải mái nha. Hồi nãy giờ mấy chị chốt cái gì là em đều chốt hết nha, cho mấy chị hỏi nữa là em lấy nữa đó. Chị Võ Thanh Thảo là hai cái quần nè, với cái gì 200 với 100 anh Phước thò tay ra sau lưng lấy giùm em cái bill chị Võ Thanh Thảo đi. Cái 200 là cái trước, cái hồi hổm rồi. Cái 200 là cái gì hổm rồi, rồi rồi một cái áo chữ đen ráp của chị nè, hai cái quần của chị nè là đủ rồi nè đó. Ba món của chị Thảo đó ha, ba món của chị Thảo. Dạ chị Nguyễn Nam. Dạ đúng Mỹ, rồi. Mỹ chị Mỹ Dung vô cho em địa chỉ xuống rồi chị Mỹ Dung. Lỡ mấy chế mà có lớn tuổi mấy chế nhớ nói em tiết chế là nha, cho em lấy đồ tuổi tin nha mấy chị đó nha. Em bán một hai lần em sẽ nhớ mấy chị là ai liền nha mấy chị nha. Ở cho nên mấy chị cứ từ từ ha. Rồi em có một con xám, mấy chị coi nè. Nó nhỏ nhỏ như con chó ngủ giật mình. Em có một con xám gấu xanh nè mấy chị, dễ thương lắm. Chị nào 90-100kg hút mẹ đi nè, dễ thương không? Xám gấu xanh. Chị nào chốt xám gấu xanh chốt giùm em, xanh đen nhiều lắm nha. Chốt giùm em xám gấu xanh.
em chỉ còn một cái con chân váy quần size 90kg thôi nha, 90, 85 đến 95kg. Cái này là khoảng cỡ 90 đến 100kg là còn đúng con chân váy quần size lớn này thôi. 130.000 cho hết size nhỏ rồi. À, dạ ok chị. Một xám 80, một trắng 80kg. À, trắng là ba lỗ hả chị Lê Hồng? Một xám 80kg, một trắng 80kg, 90. Một áo xám nè. Rồi, em cho chị một con áo xám chờ neo 80.000 của chị Lê Hồng nè. Rồi một cái trắng 80kg. Cái áo này là 100.000 nha chị. Cái áo trắng này là 100.000 nha, ok chưa? Ba lỗ ha. Đúng chưa chị Lê Hồng? Đúng thì ok, không đúng thì báo lại cho em nha. Ha, à, đúng thì ok, không đúng thì báo lại cho em. Em lên cho mấy chị một cái con cà phê sữa nè. Một cái con màu kem nè. Ai mà chê màu kem thì làm ơn chốt con này về mặt thử đi nha. Chốt giùm em màu kem hai cô gái nè. Rồi chốt giùm em màu kem lô tô nè. Kem mặt cười nè. 60 đến 100kg. Chốt giùm em kem tròn tím nè. Đó, kem tròn tím nha. Kem tròn tím để em kiếm mấy cái xanh đen lên nha mấy chị nè. Rồi lên cho mấy chị xanh đen. Xanh đen con mèo. Xanh đen con thỏ. Ai chốt xanh đen con thỏ, chốt giùm em xanh đen con thỏ. Chốt trước giùm em. Mỹ Dung chưa? Dạ. Mỹ Dung chưa? Lấy thêm một cái kem hả chị ha? Chị Mỹ Dung, chị xem xong rồi, chị vô cho em cái địa chỉ số điện thoại chị Mỹ Dung. Lấy thêm cái chén, cái kem ha. Rồi một cái kem 80.000 của chị Lê Hồng nè. Một cái kem 80.000 của chị Lê Hồng nè. Rồi một cái xanh đen 80.000 của chị Lê Hồng luôn, bỏ hai cái chung đi anh. Ghi vô sửa lại thành 160 đi anh Tư. 160 ghi. Anh ập cái miếng này lại đi anh. Ập lại cho em. Làm cái kia thì dán vô làm sao mà đọc được anh. Chị Lê Hồng vô nè. Cho em địa chỉ số điện thoại luôn chị Lê Hồng ơi, em nhắn tin cho chị rồi. Có áo bra size 85kg không? Chị Hảo Tròn đợi em khoảng cỡ 2-3 bữa được không? Cho em 2-3 bữa đi hàng về. Hàng về nha. Mấy cô nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha, em ngủ giật mình á. Rồi lên áo khung nha mấy. Bị điên hả là quýnh nó hoài vậy? Nhìn cái con nhịp. Đừng quýnh lại nhịp. Ba là tất cả, ba ơi. Nhìn đây. Nhìn đây ổng đem tị với con đó. Em còn bộ nè. Em còn bộ nhà nè. Sale cho mấy chị 130.000, bà nào lụm trước được thì bà đó may mắn thôi ha. 130.000 bộ lon xanh 60 đến 80kg. Bộ lon xanh 60 đến 80kg 130.000 còn đúng một bộ, ai chốt thì chốt ha. Ai chốt thì chốt giúp em. Em lên tiếp cho mấy chị cho. Rồi em lên tiếp cho mấy chị. Nè. Xanh túi xách. Dễ thương không mấy chị? Rồi xanh túi xách nè. Xanh túi xách. Chị nào chốt xanh túi xách thì chốt cho mình xanh túi xách. Chị nào chốt xanh mặt cười thì có xanh mặt cười nha. Có xanh mặt cười. Ha. À, bộ loan xanh của chị Võ Thị Minh Lý 130, mấy chị lên nhớ nha. Chị Mỹ Dung ơi, chị xem xong rồi sao chị không cho em địa chỉ số điện thoại chị Mỹ Dung ơi. Từ từ đi, từ đây tới tối không có xả đi. Xin lần được rồi. Lê Thị Minh Lý. Xin lần được rồi, từ đây tới tối không có thì xả đi. Lê Thị Minh Lý. Em có con dung 250 nè, Lê Thị Minh Lý 130.000 đọc Võ Thị. À, một cái món hàng lần 4 lần á. Lai không mệt. Lai không mệt mà không hỏi mệt á. Cái con dung này là thử con dung này sao ra. Cái con dung này là size 80-85kg nè. Con dung này size 80-85kg. Chị nào chốt con dung này đi tiệc thì chốt ha. Con này 250 nha. Con này 250 ngàn nha mấy chị nha. Dung này 250 ngàn. Chị nào chốt dung đen ren thì chốt giúp giùm em dung đen ren ha. Võ Thị. Em chung địa chỉ với chị Võ Giao Tây. Chị em ở chung nhà ghi Võ Giao Tây đi. Báo với Võ Giao Tây nha Lý ơi. Báo với Võ Giao Tây nha. Bill Võ Giao Tây là đi rồi đó. Thứ hai mới đi bill này nha. À thứ hai đi bill này mấy giờ rồi anh? Rồi tối 8:30 gặp nhau nha mấy chị. Tối 8:30 gặp nhau ha. Nha mấy chị ơi, 8:30 mình gặp nhau nha. À, chế nào mà còn chế nào mà sợ em lộn hàng lộn bill thì nhớ nhắn tin cho em là chiều cao cân nặng cho em nha mấy chế, để lúc em làm em kèm với lại em kiểm tra cho mấy chị ha. Còn hàng hot có vấn đề gì mấy chị cứ báo em nha, nhà em không có nhân viên nên báo em đi, từ từ em giải quyết hết. Ví dụ có vấn đề gì hay là mấy chị muốn trực rộng, mấy chị muốn đổi size gì đó
Còn áo thun là free size, áo thun mà mấy chị vô kêu Yên ơi áo thun này rộng quá, đổi chị ôm lại em quấn chạy không kịp luôn á, thiệt nha. Rồi để em dọn sơ ở này cái tối, định tối nay em sẽ lai đầm cho mấy chị đó nha. Tối nay em sẽ lai đầm cho mấy chị. Thứ hai mới đi à, dung size mấy, size 14 quy á chị, nhưng mà 80kg đó. Chị Mỹ Dung cho địa chỉ kìa anh à, dung size 14 quy chị. Mình 70kg bạn, con đen nó được không? Dạ không. Cái dung đó chị Hoa đang mặc không được. Cái dung đó 14 quy, 14 bình thường đã 75, 76, 77kg rồi. Mà 14 quy nó nằm khoảng cỡ không à, 7, đúng là khoảng cỡ 80kg chị mới vừa. Con đó chị mặc tuột á, không có đẹp nha chị. Nói chung là hàng Việt Nam xuất khẩu hay mua đầm á chị, từ từ chị. Chị, cái đó là cái dung chứ không phải cái đầm. Chị muốn mua đầm mua con này nè. Chị muốn mua đầm mua con này nè. Anh Tư ơi, cái đầm này cho em đi. Chị muốn mua đầm lấy cái con Việt Nam xuất khẩu 280 này. Đẹp vô số kể, đúng rồi nè. Size 12 là size chị á. Size 12 là dưới 73, 74 kg nè chị coi nè. Con đầm này hôm qua chị Quy Quỳnh mặc lên đẹp vô số kể nè mấy chị coi ha. Vải nè. Vải nè mấy chị. Phơm nè. Xuất sắc không mấy chị? Em nói với mấy, nó ở giữa nó có cọng dây nữa nha, tại cái đầm này nó mất cọng dây thôi. Ở giữa nó có cọng dây nữa, đầm trên kia có cọng dây nè. Cái con đầm này là chế nào mua cái đầm Việt Nam xuất khẩu này về mặc thử đi. Nhưng mà con này là size 65 đến 73, 74 kg ha. 65 đến 73, 74 kg size 12. Là con này nè à, kích mình tới 101 bọn vừa không. Cái kích là cái gì chị? Một là chị cho dòng, một là dòng vú, hai là dòng eo, ba là dòng mông. Đó, lấy em áo chị đang mặc chữ gáp. Áo đang mặc à, chữ gáp 75kg của chế Hà Phi. Dạ có chị Hà Phi, còn chữ gáp. Chị Hà Phi lấy một con rồi hả? Rồi gáp của chị Hà Phi nè. Gáp của chị Hà Phi nè. Chị cho lại em cái kích đi. Hoa Đăng, kích là cái gì chị? Chị Hoa Đăng lấy cái con đầm này nè ha. Vú. Vú. Vú của chị 101 là bằng em, là bữa sau chị cứ kêu là lấy size cùng với em nha chị. À, có áo đầm, trời ơi, cô bo áo đầm tối vào nha. Cho một cái hẹn tối nay lên đầm 100kg cho. Chú em một áo kem với lại một quần bảy tấc, xả một quần. Có thể nè mấy chị đừng xả nữa được không mấy chị? Thì giờ em 200 bill mấy chị cứ xả tới xả lui. Em không biết lừa đồ sao luôn á. Lấy thêm cái bảy tấc đi, tính chị 70 ngàn cũng được, tàu nghiệp em chị không? Lấy thêm cái áo nữa đi, tàu nghiệp em. Chứ giờ bill giờ 200 mấy chị cứ báo xả tớ xả lui cái em sụi lơ cái đơ luôn á, thiệt lòng á, đụng xả rồi mấy chị. Rồi tối mình gặp nhau nha. À hồi nãy có hứa mấy chị xả cái bộ bò, mà giờ mấy chị đi hết trơn hết trọi rồi, thôi để tối xả đầu lai. Bộ bò 220, tối nay em sẽ xả một cái giá. Giá giật mình. Nè em cho mấy chị coi bộ bò nè, vải nè. Có size tới 100kg, vải đẹp lắm, co giãn ha. Kèm với lại áo phơm nè, phơm áo nhìn xỉu luôn. Nè xinh chưa ha, hơi bị xinh luôn. Chị Hoa đang lần sau mà vòng ngực 101 là chị nói chốt bằng kích thước của Yên đi. Em dòng vú 101, dòng bụng 100, dòng mông 101. Nói chung là em như Ngọc Trinh đó, 101, 101. Đó, em y chang Ngọc Trinh luôn. Ờ, 8:30 nha, buổi tối là 8:30. Mấy chị bấm theo dõi giúp em là shop quần áo biết size Yên nha. Em còn một cái bay nữa là shop shop Việt Nam xuất khẩu Ý Yên ha. Và tuần sau em sẽ like hai bay cho mấy chị. Chị Dung muốn chốt luôn hả? Rồi chào chị Dung luôn. Bộ này là xả cho mấy chị còn 150 nha. Mấy chị lưu ý nha, hàng sale là bên em không cho đổi trả. Tại vì bán lỗ rất là nhiều, 220 mà bán nhiều 150 là mấy chị biết lỗ như thế nào rồi không? Ủa anh tôi coi thử em cái bao vàng. Cái bao vàng sắp đi rồi, đây đây nè. Lấy bao vàng XL cho chị Mỹ Dung đi. À Mỹ Dung. Mỹ Dung XL. Chị Nguyễn Thanh Huyền nè anh có. Nguyễn Thanh Huyền nè anh, Nguyễn Thanh Huyền 150. XL còn không? Rồi, XL của chị Mỹ Dung 77kg nè. Mỹ Dung không có dấu, Mỹ Dung. Mỹ Dung mới có bill á anh, là chị Mỹ Dung mới có bill á. Rồi một bộ size L của chị Thanh Thảo nè. Thanh Thảo Quảng Ngãi nè, 150 của Thanh Thảo Quảng Ngãi nè. Vải co giãn dữ dằn lắm nha. Bộ xanh lon khách lấy rồi. À, lấy em một cái chị đang mặc luôn, chị Hà Phi lấy cái này nè, để em coi thử còn không nha chị Hà Phi. Phải hết rồi đó.
Chị Hà Phi ơi, sao chị vô trễ vậy? Rồi chị Hà Phi còn con nè, 100.000 của Hà Phi, 100.000 của Hà Phi. Cho xem dạ. Váy đằng sau. Tối vô xem đi chị ơi. Giờ cũng nghỉ rồi, tối vô xem 8:30 nha chị Lục Đỗ ơi. 8:30 nha. Dạ lấy cho chị Hà Phi là chị Hà Phi mấy cái vậy? Hai cái nha, trước sau hai cái nha chị Hà Phi. Rồi vàng của chị. Rồi tối đi. Nhưng mà bộ này mấy chị nói mấy chị nghe là vải đã lắm. Vải đã vô số kể luôn. Vải đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Mà nậu cha thôi, giờ nói nghe nè. Giờ nói nghe nè, đứng dậy giả bộ mình đứng thẳng lên hai chân. Đứng lên anh Tư. Tử nó anh Tư. Đứng lên rồi chào mấy cô đi. Tránh. Rồi giờ chào mấy cô đi. Chào mấy cô đi rồi đi nè. Đó, ôm lại. Anh Tư, anh bắt anh đứng hai chân anh Tư. Cưng nó khóa cái riết nó vậy nè. Đó, thấy chưa? Đó, ngồi luôn rồi đó. Rồi chào mấy cô, tối 8:30 gặp lại nha. Bộ đó chị lấy hai dịch thôi, có 300 ký em không đưa chị. Bộ đó vải giãn dữ lắm chị, lấy hai dịch thôi. Vậy để em để lấy hai dịch cho còn ốm nữa, cho em lấy hai dịch là vừa hả chị? Nha. Thơm đó. Trời ơi, đô la thơm, bé thơm ơi, cô Vy Tu ơi. Đô la thơm thấy mẹ luôn. Đô la thơm thấy mẹ luôn á. Ơi, cô Vy Tu ơi, cô Vy Tu à. Thôi chào mấy cô đây rồi đi nghỉ nè. Nghỉ về ngủ. Về ngủ chứ 5-6-7 giờ sáng mới ngủ, 8 giờ mấy dậy like à.